Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 109. Ngộ Nhớ Thiên Hà Đạo Quân và Đỗ Ách Chân Quân cùng Triệu Kế Hồng bắt tay với nhau thì Thành Hạo ông ta cũng không thể làm được gì, huống hồ đây còn là địa bàn của người ta, giải quyết không ổn thỏa ngược lại sẽ bị mấy người Triệu Kế Hồng đánh tơi bời. Ông Thành, cứ đi từ từ không tiễn. Đỗ Ách Chân Quân vứt lại một câu cho ông ta. Được lắm, tạm biệt. Thành Hạo nghiến răng nghiến lợi phất tay áo xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng Thành Hạo, Triệu Kế Hồng khẽ lắc đầu, nhà họ Thành vốn dĩ có cơ hội sửa sai nhưng đáng tiếc người nhà họ Thành quá coi trọng thế lực, mấy lần chèn ép Tiêu Chính Văn thì thôi đi, còn công khai đứng về phía đối lập với thế tục. Chúng ta có nên chuẩn bị vài món quà để đến thăm vua Bắc Lương không? Triệu Kế Hồng bỗng hỏi. Đỗ Ách Chân Quân và Thiên Hà Đạo Quân nghe thế đều nhìn Triệu Kế Hồng. Thật ra dù Triệu Kế Hồng không nhắc đến chuyện này thì họ cũng có ý định này. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã có địa vị không thể lay chuyển ở thế tục, trước đó họ lại có mâu thuẫn với Tiêu Chính Văn, hiện giờ cũng là lúc hóa giải mâu thuẫn rồi. Quà sao, tôi nghĩ nên tặng thanh kiếm xích diệm của tôi, Thiên Hà Đạo Quân đau lòng lấy thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm này đã đi theo ông ta hàng trăm năm. Mặc dù không phải là vũ khí đời xưa gì nhưng nói về độ rắn chắc thì không có vũ khí nào vượt qua nó. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa quay về Long Kinh, đại diện của các môn phái võ tông cùng lúc chạy đến Long Kinh. Ngay cả nhà họ Khổng cũng cử người đưa quà đến. Ồ, ông Khổng cũng rảnh thế sao? Triệu Kế Hồng nhận ra Khổng Vạn Thắng, cười khẩy nói. Chẳng phải nhà họ Khổng các ông lớn lối muốn cho Tiêu Chính Văn chết không toàn thây sao? Sao cũng chịu thua trước Tiêu Chính Văn thế? Không nên, tuyệt đối không nên, Thiên Hà Đạo Quân cũng nói. Cơ mặt Khổng Vạn Thắng khẽ giật, ông ta thầm nghĩ sao có thể nói cho đám người Triệu Kế Hồng biết được. Hơn nữa Khổng Vạn Thắng không phải vì sợ, với quan hệ giữa nhà họ Khổng và Tiêu Chính Văn, dù ông ta quỳ xuống dập đầu 10 cái với Tiêu Chính Văn cũng không thể hối lỗi được. Hành động này của ông ta hoàn toàn là vì tình hình chung, cũng xem như vì tương lai của nhà họ Khổng. Vừa đáp lễ cho Tiêu Chính Văn, vừa để tránh khỏi một trận chiến đẫm máu. Khổng Vạn Thắng nghiến răng cười mỉa nói, dấu vết bị vả trên mặt các ông vẫn còn chưa tan kìa, vậy mà đã mặt dày đến đây thì tại sao tôi không thể đến? Hừ, vả mặt, hai, tiếc quá, bọn tôi bị vả thì người vẫn còn đây, nhưng Khổng Hữu Bang lại không chống đỡ được một cú đánh, khiến xương thịt đều không còn. Đỗ Ách Chân Quân phản biện lại. Đúng thế. Nhà họ Khổng không chỉ có một mình Khổng Hữu Bang chết, theo tôi được biết nhà họ Khổng đã mất đi thế hệ trẻ mấy mươi năm trong thế tục, chẳng khác nào bảo Tiêu Chính Văn cho biến mất nhỉ. Xem ra vẫn là ông Khổng rộng lượng, chúng tôi tự cảm thấy mặc cảm, không bằng ai, Triệu Kế Hồng ngửa đầu lên bật cười. Các trưởng môn và tông môn xung quanh nghe mấy người họ anh một câu tôi một câu công kích trở mặt lẫn nhau, muốn cười nhưng lại không dám, ai nấy cũng đều nhịn đến mức ho khù khụ. Địa vị hiện giờ của Tiêu Chính Văn quả thật không còn ngôn từ nào có thể diễn tả, sau khi lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn, có thể nói tương lai của Tiêu Chính Văn cực kỳ sáng lạn. Không chỉ thế tục sẽ coi trọng Tiêu Chính Văn mà ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng không dám xem thường Tiêu Chính Văn nữa. Thế nên lúc này ai đến nịnh bợ Tiêu Chính Văn cũng không còn bất ngờ. Chẳng qua mối quan hệ giữa mấy người Triệu Kế Hồng và Tiêu Chính Văn hơi đặc biệt một chút mà thôi. Khi mọi người vừa nói vừa đi vào sảnh lớn tầng cao nhất của tập đoàn Vi Nhan, Long Ngạo và Long Hình đang nói chuyện phiếm với ông cụ quý. Sau khi lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn, Võ Anh Hào bèn giao quyền chia trác cho Tiêu Chính Văn. Cuối cùng Tiêu Chính Văn chỉ giữ lại 3 giọt cho mình, một nửa còn lại chia cho nhà họ Võ, một nửa khác dùng để nuôi dưỡng vùng đất Hoa Quốc. Biết được tin này, gần như những người xuất chúng ở thế tục của cả Hoa Quốc đều tập trung tại Long Kinh cùng kính ngưỡng Tiêu Chính Văn. Dù sao nam nữ, già trẻ Hoa Quốc được Thánh Huyết Đế Tuấn nuôi dưỡng, tuổi thọ sẽ kéo dài đến trên 200 tuổi, Tiêu Chính Văn cũng chính là ân nhân của tất cả bọn họ. Thấy mấy người Long Hình cũng trò chuyện vui vẻ với nhiều ông lớn trong giới kinh doanh ở thế tục, Triệu Kế Hồng không khỏi cảm thấy ngượng nói, xem ra chúng ta vẫn thiếu hiểu biết quá. Mọi người đều bình đẳng. Tức là cảnh giới quy chân, Thiên Hà Đạo Quân cũng cảm khái nói. Sau đó ba người chỉnh sửa lại quần áo rồi đi đến chào mấy người Long Hình. Chào mọi người, trước đó đã đắc tội nhiều, mong đừng trách, Triệu Kế Hồng chắp tay nói với mấy người Long Hình. Đúng thế, trước đó là do chúng tôi không đúng,
sau này mong mọi người hòa thuận với nhau, Thiên Hà Đạo Quân cũng vội nói theo. Các vị không cần phải để trong lòng, Long Vương có nói bất kỳ ai chỉ cần tuân thủ chế độ luật pháp của thế tục, mọi người đều là anh em đồng bào. Long Hình đúng mực chắp tay lại nói. Nghe nói thế, mấy người Triệu Kế Hồng cuối cùng cũng yên tâm. Ở trên vị trí chính giữa sảnh lớn, Võ Anh Hào như có điều suy nghĩ nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, nếu anh đã quyết định muốn vào ngoài lãnh thổ tính toán với các gia tộc lớn đó, nhà họ Võ chúng tôi sẵn lòng trợ giúp từ bên trong. Bất kể mối quan hệ của Tiêu Chính Văn và huyết tộc như thế nào, Võ Anh Hào sẽ không bỏ lỡ cơ hội sát lại gần với Tiêu Chính Văn. Trận chiến trước đó, sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn đã cho Võ Anh Hào một nhận thức mới, anh ta càng tin chắc chỉ cần có quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, nhà họ Võ sẽ có tương lai. Hơn nữa vùng ngoài lãnh thổ khác với ở thế tục, muốn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào không phải là chuyện dễ dàng. Với thực lực của nhà họ Võ, giúp Tiêu Chính Văn chút chuyện nhỏ này không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Chuyến đi lần này của Tiêu Chính Văn phải được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ có âm thầm vào ngoài lãnh thổ, ra tay đột ngột mới đánh cho nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã trở tay không kịp. Hơn nữa có thể nói ngoài lãnh thổ là một phương trời khác, ngoài lãnh thổ thật sự cực kỳ nguy hiểm, trước đó anh Tiêu cũng từng đến chiến trường ngoài lãnh thổ rồi, nhưng nơi đó vẫn còn thua kém xa ngoài lãnh thổ thật sự. Bất kỳ ai không có thân phận, lai lịch, nhất là người từ thế tục vào đều gây chú ý với các nơi. Nếu anh Tiêu cứ đi vào như thế, e là chẳng mấy chốc đã bị các thế lực cùng lúc nhìn chằm chằm. Đến lúc đó ngược lại không tiện cho chúng ta. Võ Anh Hào nghiêm túc nói. Mặc dù khu vực ngoài lãnh thổ rộng lớn, nhưng lối vào cũng khá nhỏ. Mỗi một người đi vào ngoài lãnh thổ đều sẽ trở thành đối tượng giành giật của các thế lực. Thế nên mỗi gia tộc lớn đều sẽ cử người theo dõi ở lối vào, chỉ cần có người mới đi vào, các thế lực ở khắp nơi đều sẽ lập tức thăm dò. Anh Võ nói có lý, nhưng ngoài lãnh thổ còn có lối vào nào khác ngoài lối vào ở Âu Lục không? Theo tôi biết ngay cả chiến trường ở ngoài lãnh thổ cũng có 4 lối vào, ngoài lãnh thổ rộng lớn như thế chẳng lẽ chỉ có một con đường thôi sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Muốn không bị phát hiện. Muốn gây bất ngờ dĩ nhiên không thể đi vào ngoài lãnh thổ từ lối vào của Âu Lục, nếu không rất khó giữ bí mật. Dĩ nhiên là có, nhưng ngoài lối vào ở Âu Lục thì đều cực kỳ nguy hiểm. Theo tôi được biết, cả thế tục có khoảng 3 nơi có thể đi vào ngoài lãnh thổ. Trầm tư một hồi lâu Võ Anh Hào mới nói. Ồ, ở đâu thế, Tiêu Chính Văn hỏi. Ở Hoa Quốc đây, chắc là Gò Đất Côn Luân. Nghe đến mấy chữ Gò Đất Côn Luân. Tiêu Chính Văn cũng không thấy ngạc nhiên. Côn Luân đúng là nơi bí ẩn nhất Hoa Quốc, thậm chí cho đến bây giờ không có ai từng nhìn thấy diện mạo của Gò Đất Côn Luân. Dù là vệ tinh ngoài không gian cũng không thể xuyên qua lôi hải Côn Luân nhìn rõ được mọi thứ bên trong. Hơn nữa chỉ riêng dãy núi Côn Luân cũng có tên gọi khác là núi Thánh Chết Chóc, ngay cả máy bay đi vào cũng không có đường quay về. Nhưng lối vào ở Gò Đất Côn Luân đó cần phải đi qua lôi hải, quá nguy hiểm. Tôi vẫn khuyên anh Tiêu đừng chọn nơi này, Võ Anh Hào nhíu mày nói. Trong lãnh thổ Hoa Quốc còn lối vào khác không, Tiêu Chính Văn quay sang hỏi. Không có, lối vào khác ở trên một hòn đảo nhỏ của Ba Mi Đê, Võ Anh Hào nói thẳng. Tôi cũng có nghe nói chuyện này, rất nhiều máy bay hoặc tàu thuyền chỉ cần sắp đến nơi đó đều sẽ biến mất, không có tín hiệu không rõ nguyên nhân. Tần Vũ ở bên cạnh cũng nói chen vào. Thật ra Ba Mi Đê luôn được thế giới chú ý đến, cũng có không ít đoàn nghiên cứu vào Ba Mi Đê thám hiểm. Nhưng bất kể dùng bao nhiêu thiết bị tiên tiến, chỉ cần đi vào trung tâm Ba Mi Đê đều sẽ một đi không trở về. Nói cách khác chúng ta có thể lặng lẽ đi vào ngoài lãnh thổ từ Ba Mi Đê, Tiêu Chính Văn hỏi. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi, Chu Trấn Long ở bên cạnh nói, cậu Tiêu từng nghe nói đến Trịnh Hòa chưa? Cả Hoa Quốc không ai là không biết chuyện Trịnh Hòa đến Đại Dương phía Tây, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thật ra nhà họ Trịnh có thể vào được ngoài lãnh thổ có liên quan đến Trịnh Hòa. Năm đó Trịnh Hòa không phải chỉ đến Đại Dương phía Tây thôi đâu, mà đi đến vùng lân cận của Ba Mi Đê, lúc đó không chỉ xuất hiện sự hỗn loạn về thời gian không gian mà còn xuất hiện thành phố vô cùng hiện đại. Chỉ là lúc đó Trịnh Hòa không biết sau này sẽ phát triển đến mức nào. Cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác nên cũng không để ý lắm. Nhưng sau đó ông ta và đội tàu của mình bị hút vào trong đó,
thế nên lần đi đại dương phía tây đó cũng là lần ông ta đến đại dương phía tây lâu nhất. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày nói, rốt cuộc năm đó tại sao Trịnh Hòa lại muốn đến đại dương phía tây? Lẽ nào thật đúng như người đời sau nói là do Minh Thành Tổ bảo ông ta đi tìm Chu Doãn Văn sao? Nghe nói thế Chu Trấn Long lắc đầu nói, cậu Tiêu cũng là người của Vương Tước, lẽ nào cậu cũng nghĩ thay đổi triều đại dễ đến thế sao? Thật ra năm đó Thành Tổ đã không quan tâm đến sống chết của ông ta nữa rồi, sở dĩ muốn bảo Trịnh Hòa đến đại dương phía tây là vì quốc khố đã trống rỗng, sở dĩ Trịnh Hòa phải đến đại dương phía tây là để giao dịch thương mại. Thế nên Đại Minh đóng cửa biển mà người đời sau nói chẳng qua chỉ là do đám người đảng Đông Lâm đang bôi nhọ thiên tử, thật ra cấm biển là cấm buôn lậu, dù Hoa Quốc ngày nay cũng không cho phép buôn lậu hoành hành. Mà Trịnh Hòa đang vì làm đầy quốc khố mới đi xa đến thế để thương mại kinh doanh, thế nên ông ta mới đi vào vùng biển Ba Mi Đê. Thế nên sau khi đến đại dương phía tây, Trịnh Hòa nói là bị bệnh không thể rời khỏi biển, thật ra ông ta đã trốn ở ngoài lãnh thổ. Chu Trấn Long nghiêm mặt nói. Võ Anh Hào cũng khẽ gật đầu nói, với trí thông minh và tài năng của Trịnh Hòa, dĩ nhiên sẽ không để Minh Thành Tổ biết tin tức ở ngoài lãnh thổ, nhưng cuối cùng nhà họ Chu vẫn đi vào ngoài lãnh thổ với thân phận hoàng tộc. Tiêu Chính Văn cười nói cách khác tôi cũng có thể đi theo con đường cũ của Trịnh Hòa rồi đi vào lãnh thổ từ chỗ đó. Đúng thế, nơi đó chắc là một trong những con đường an toàn nhất rồi, Võ Anh Hào chắc định nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, nếu đã thế thì không cần phải đợi nữa. Đã nghe ngóng được tung tích của Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư chưa, Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Võ Anh Hào. Khổng Tề Thiên không đi thẳng về nhà họ Khổng, Tư Mã Tư đã quay về Vinh Thành rồi, Võ Anh Hào đáp. Vinh Thành, phải, ngoài lãnh thổ cũng chia thành 4 khu vực, khu phía đông là khu vực của Hoa Quốc, người Âu Lục bị đuổi đến khu vực phía tây hẻo lánh, Mỹ Lục chiếm cứ khu phía bắc. Còn khu vực phía nam gần như là do các thế lực lớn cùng nhau cai quản. Võ Anh Hào giải thích với Tiêu Chính Văn. Mặc dù ngoài lãnh thổ không phân chia quốc gia lãnh thổ nhưng cũng có sự phân chia giữa các thế lực, người từ Hoa Quốc đến không thể vào khu phía tây và khu phía bắc, cũng như thế người Âu Lục cũng đừng hòng có thể bước nửa bước vào khu vực phía đông. Nói như thế ngoài lãnh thổ cũng không khác gì một thế giới song song với thế tục sao, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Gần như là thế. Chỉ là ngoài lãnh thổ hơi phức tạp, vừa có thành phố lớn hiện đại, vừa có thành phố xưa cổ kính, có thể được xem là một thể tổng hợp chứ không đơn thuần là thế giới song song. Võ Anh Hào cố gắng giải thích bằng những ngôn từ mà mọi người dễ hiểu nhất. Dù sao ngoài lãnh thổ là một nơi không có khái niệm không gian và thời gian, nơi đó có cả cổ đại và hiện đại, thậm chí có tất cả những khoa học kỹ thuật tương lai, cũng có cả những nền văn minh cổ đại. Có thể nói muốn gì cũng có. So với xã hội hiện đại, ngoài lãnh thổ là một nơi rất khó khái quát chỉ với một hai câu nói. Hơn nữa khu vực ở ngoài lãnh thổ cực kỳ rộng, ngay cả một thành phố lớn tương đương với Long Kinh cũng chỉ có thể là một huyện, xã ở ngoài lãnh thổ. Rốt cuộc dân số cả ngoài lãnh thổ là bao nhiêu cũng chưa từng có con số thống kê cụ thể, nhưng chắc chắn chỉ không gấp mấy lần thế tục đâu. Ừ, thế thì chúng ta lập tức hành động thôi. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm. Trong đêm hôm đó, Tiêu Chính Văn và mấy người Võ Anh Hào cùng đi thẳng về phía Ba Mi Đê. Khi Tiêu Chính Văn vượt qua con đường Ba Mi Đê, xuất hiện ở tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp ở Vinh Thành, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng có cảm giác ngẩn ngơ. Nếu không phải trước đó đã đi qua vùng biển bão tố, Tiêu Chính Văn còn nghĩ mình vẫn đang ở thế tục. Tiêu Chính Văn vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, một nam thanh niên bước xuống từ một chiếc xe hạng sang. Chào anh, xin hỏi anh là anh Tiêu phải không? Nam thanh niên bước đến khách sáo hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu nhíu mày nói, phải, cậu là, tôi là Võ Học Tư, cậu chủ bảo tôi đợi anh ở đây. Nam thanh niên cúi người với Tiêu Chính Văn. Chào anh, Tiêu Chính Văn giơ tay ra với Võ Học Tư, Võ Học Tư sửng sốt, sau đó cười nói, ngại quá, anh Tiêu, anh xem tôi này. Đã lâu không đến thế tục nên đã quên cách chào hỏi hiện giờ ở thế tục là bắt tay rồi. Nói rồi vội vàng giơ hai tay ra bắt lấy tay Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, lên xe thôi. Giúp Tiêu Chính Văn đóng cửa xe xong, Võ Học Tư mới ngồi vào vị trí lái, sau đó khởi động xe. Vinh Thành có cảm giác hiện đại thật, Tiêu Chính Văn nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa xe nói. Thật ra đây không phải là toàn cảnh của Vinh Thành.
nơi này của ngoài lãnh thổ nói ra thì có vẻ rất kỳ lạ. Ít nhất người vừa đến đây đều nghĩ như thế. Vinh Thành có các tòa nhà cao tầng hiện đại, cũng có những ngôi nhà bằng tre gỗ cổ xưa, nói sao nhỉ, tỷ lệ 50 vậy đó. Nếu anh đã là khách quý của cậu chủ, vậy thì cũng là khách quý của nhà chúng tôi. Mặc dù nhà chúng tôi không phải là dòng chính nhưng vẫn có vài mối quan hệ ở Vinh Thành này. Nếu gặp vấn đề gì không giải quyết được, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần anh Tiêu đừng đắc tội với vài gia tộc siêu cấp ở Vinh Thành thì tôi đều có thể giải quyết giúp anh Tiêu. Mặc dù Võ Học Tư cũng là một hệ của nhà họ Võ, nhưng không thuộc nhánh chính của nữ đế, mà là người đời sau của nhánh phụ trong gia tộc Võ Tam Tư. Thế nên mặc dù cũng là họ Võ nhưng địa vị của gia tộc Võ Học Tư kém ra bên Võ Anh Hào. Điều này cũng giống như năm đó sau khi Lưu Bị tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng Trung Sơn Tĩnh Vương có đến hàng trăm người con trai, đến nhánh của Lưu Bị đã không khác gì hộ nông dân bình thường, cũng là cùng một đạo lý. Sở dĩ Võ Anh Hào sắp xếp như thế cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của Tiêu Chính Văn, nếu nhà họ Võ sắp xếp cho Tiêu Chính Văn vào tổ phủ của hoàng tộc, chắc chắn sẽ gây sự chú ý với thế giới bên ngoài. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng không nói, Võ Học Tư nói tiếp, thật ra nhà chúng tôi sắp có một cao thủ cảnh giới nhân vương rồi, không lâu nữa địa vị của nhà họ Võ ở Vinh Thành sẽ cao hơn. Nói đến đây, gương mặt Võ Học Tư hiện lên vẻ đắc ý. Nếu không phải vì thời gian trước xảy ra xích mích với người nhà họ Tư Mã, chú của tôi bị thương nhẹ thì nhà họ Võ chúng tôi đã có thể có cường giả cảnh giới nhân vương từ sớm rồi. Nhà họ Tư Mã, nghe đến nhà họ Tư Mã, Tiêu Chính Văn bèn hỏi. Không sai, chính là nhà họ Tư Mã. Thật ra Vinh Thành có thể tính là phạm trù thế lực của nhà họ Tư Mã, hơn nữa thế hệ thanh niên của nhà họ Tư Mã cực kỳ đột phá, đặc biệt là Tư Mã Tư, tuổi còn nhỏ nhưng đã đứng trên đỉnh cao của cảnh giới nhân vương cấp 5 rồi. Nghe nói ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng mà anh ta cũng có thể đấu lại được, không biết chuyện này có phải là thật không, tóm lại ở Vinh Thành, ai cũng có thể đắc tội được, thế nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với người của nhà họ Tư Mã. Võ Học Tư không ngừng khuyên bảo. Tư Mã Tư, không phải trong lớp thanh niên của nhà họ Tư Mã vẫn còn Tư Mã Lôi hay sao, Tiêu Chính Văn khẽ lắc lắc đầu nói. So với Tư Mã Lôi, Tư Mã Tư căn bản chẳng đáng để nhắc đến. Ít nhất thì Tư Mã Lôi cũng là đối thủ duy nhất mà ngay tới Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy cực kỳ nan giải. Sao cơ, ngay cả phía thế tục cũng biết tới uy danh của Tư Mã Lôi rồi à? Người này không thể đắc tội được đâu, tôi cũng không rõ Tư Mã Tư có thể đấu với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng hay không. Thế nhưng, Tư Mã Lôi quả thực đã từng giết chết cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, hơn nữa còn là hai thiên tài ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Cảnh tượng khi đó thật sự chẳng thể hình dung. Chỉ với một nhát kiếm, hai cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cùng lúc thiệt mạng, anh có dám tin? Võ Học Tư giống như đang nói một tin lạ có một không hai, không ngừng khua tay múa chân. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản cười, vẫn chưa nói nhiều gì hết. Thật ra nói kỹ ra thì trong vòng 100 năm trở lại đây, thiên tài của nhà họ Tư rõ ràng nhiều như nấm mọc sau mưa, nhiều tới độ không đếm xuể, giống như Tư Mã Minh Húc, Tư Mã Lôi, Tư Mã Tư, vân vân mây mây. Đem ra so sánh thì nhà họ Võ chúng tôi vẫn còn thua kém rất nhiều, nói thật thì ngay tới thiếu chủ của nhà chúng tôi cũng chẳng thể sánh ngang với mấy người này. Nói tới đây, Võ Học Tư ngược lại có hơi chán nản. Chiến lực của Võ Anh Hào quả thực còn kém hơn rất nhiều so với mấy người này, thế nhưng hiện tại anh ta đã có được Thánh Huyết Đế Tuấn, vượt qua mấy người này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là những chuyện này, Tiêu Chính Văn đương nhiên sẽ không nói với Võ Học Tư. Còn về mấy người mà anh ta nhắc tới, gần như tất cả đều là bại tướng dưới tay Tiêu Chính Văn, thậm chí Tư Mã Minh Húc còn bị Tiêu Chính Văn ép phải tự vẫn. Ngay tới người mà Võ Anh Hào tôn sùng nhất là Tư Mã Lôi cũng vừa bị Tiêu Chính Văn giết chết. Vậy nên nhắc mấy cái tên này với anh, Tiêu Chính Văn chẳng có chút cảm giác gì. Ân oán giữa nhà họ Võ và nhà họ Tư Mã cũng rất sâu nhỉ, Tiêu Chính Văn đổi chủ đề. Nói tới ân oán. Giữa các thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ chẳng có mấy nhà là không có thù oán với nhau, có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng tới chuyện kết bạn giữa mọi người. Mấy ngày trước, tôi còn tới tham gia buổi tiệc của nhà họ Tư Mã, còn cùng Tư Mã Tư uống mấy ly rượu trong buổi tiệc đó nữa, Võ Học Tư nói với vẻ hết sức tự hào. Ở trong thế tục, Tư Mã Tư không hề nổi danh,
thế nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ lại là một người kiệt xuất trong thế hệ thanh niên. Rất nhiều người đều cảm thấy vinh hạnh khi được gặp mặt hắn, huống hồ gì còn có thể uống với hắn mấy ly rượu. Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để anh ta khoe khoang cho tới mãi sau rồi. Mặc dù khi đó Tư Mã Tư chỉ vì phép lịch sự nên mới kính anh ta hai ly rượu, thế nhưng ít nhất đây cũng là sự thật không thể tranh cãi. Vừa nói chuyện vừa giới thiệu về ân oán phân tranh giữa các thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, rất nhanh xe đã đỗ lại trước cổng một trang viên. Liếc nhìn tấm hoành phi dựng ngay trước cổng, bên trên viết hai chữ lớn Phủ Võ, Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước xuống. Anh Tiêu, mời vào trong, Võ Học Tư tiện tay đưa chìa khóa xe cho một người làm, sau đó dẫn Tiêu Chính Văn bước vào bên trong. Vừa tới trước cửa đã đụng phải một cô gái trẻ tuổi hết sức xinh đẹp. Học Tư, em đã đi đâu làm gì thế, cô gái trẻ tuổi nhíu chặt chân mày, dường như đang trách mắng Võ Học Tư. Chị, không đợi Võ Học Tư giải thích, bên trong lại có thêm một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, trừng mắt nhìn Võ Học Tư, nói, Học Tư, nhà họ Võ gặp phải biến cố, lúc này con còn chạy đi đâu thế hả? Người đàn ông trung niên chính là bố ruột của Võ Học Tư, tên là Võ Thiên Nghiệp. Bố, cái đó, là thiếu chủ dặn con đi đón một người bạn vừa từ thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ, còn nói chúng ta phải đối đãi chu đáo. Võ Học Tư vội vàng giải thích. Võ Tinh Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lên tiếng, thôi, em vào trong trước đi, lát nữa chị bảo quản gia thu xếp chỗ ở cho anh ta. Võ Học Tư nghe vậy thì do dự một lúc, sau đó mới quay đầu lại nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, vậy lát nữa chúng ta gặp lại. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, tỏ ý bảo rằng nếu anh ta có việc bận thì cứ đi đi, không cần phải bận tâm tới mình. Chẳng bao lâu sau, quản gia đã dẫn Tiêu Chính Văn đi tới gian nhà phía sau. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn đi xa rồi, sắc mặt của Võ Thiên Nghiệp lập tức trở nên u ám. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chuyện bên phía gia chủ giao phó phải thông báo về nhà trước đã, không được tự tiện quyết định, sao con cứ không chịu nghe lời thế? Võ Học Tư nuốt nước bọt, nói, bố, lần này thật sự không thể trách con được, thiếu chủ gọi điện thoại bảo con tới, còn nói con buộc phải có mặt trong vòng 10 phút. Bố cũng biết tính tình của thiếu chủ rồi đấy, trước nay nói sao là vậy. Lỡ như không nghe theo ý của anh ta, làm không tốt thì cả nhà chúng ta sẽ đen đủi mất thôi. Đen đủi, Võ Thiên Nghiệp cười khổ, nói, nếu như không thể qua được ải khó trước mắt, dù gia chủ không trách chúng ta thì nhà họ Võ cũng sẽ gặp họa diệt vong. Bố, không phải là tên họ Lương kia lại chạy tới nhà chúng ta ép hôn đấy chứ? Bích Hà Cung của họ cũng chèn ép người Thái quá rồi. Lẽ nào không sợ chúng ta báo cho gia chủ biết chuyện này hay sao? Võ Học Tư vừa nói vừa nổi điên tới độ siết chặt tay thành nắm đấm. Võ Tinh Nhi là mỹ nữ nổi tiếng nhất Vinh Thành, hơn nữa lại xuất thân từ hoàng tộc, mặc dù chỉ là nhánh phụ, thế nhưng dẫu sao cũng vẫn là con gái nhà họ Võ. Vậy nên, không ít cậu chủ của các thế lực lớn đều có ý với Võ Tinh Nhi. Lương Cảnh Long thân là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung thì càng hiểu rõ tính quan trọng của việc liên hôn với nhà họ Võ. Võ Thiên Nghiệp không phải chưa từng nghĩ tới chuyện báo việc này lên cho gia chủ biết, thế nhưng khoảng thời gian gần đây, gia chủ một lòng bận bịu lo chuyện tranh đoạt thánh huyết đế tuấn, đâu còn tâm tư quan tâm tới hôn sự của một tiểu bối nhánh phụ. Vậy nên mấy lần Võ Thiên Nghiệp lên tiếng đều bị gia chủ thẳng thừng ngó lơ. Lúc này, sắc mặt của Võ Tinh Nhi cũng cực kỳ khó coi. Dù gì Bích Hà Cung cũng có thế lực lớn, không chỉ là Vinh Thành, ngay tới một nửa Cửu Châu cũng đều có thế lực của bọn họ, hơn nữa, Bích Hà Cung còn có cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trấn giữ. Chúng ta chỉ là một nhánh phụ của nhà họ Võ mà thôi, dù có bị tiêu diệt thì gia chủ cũng sẽ không vì thế mà truy cứu kỹ càng, chúng ta còn có thể làm gì được nữa. Cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng đâu phải là người mà mấy kẻ như Võ Thiên Nghiệp có thể ngước nhìn. Chị, tên Lương Cảnh Long đó hết sức sốt nát, lẽ nào chị cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao? Võ Học Tư siết chặt nắm đấm, không cam tâm phẫn nộ gầm lên. Mặc dù Lương Cảnh Long cũng ở cảnh giới nhân vương cấp 5, thế nhưng có ai không biết cảnh giới nhân vương của hắn hoàn toàn là nhờ vào trợ lực của đan dược. Hơn nữa, danh tiếng của Lương Cảnh Long ở vùng ngoài lãnh thổ cũng rất kém. Khi trước thậm chí còn làm cho cô chủ của một thế gia nhỏ dính bầu, kết quả để việc này không bị bại lộ. Lương Cảnh Long đã giết người để diệt khẩu luôn. Loại người này rõ ràng ngay tới xúc sinh cũng không bằng, Võ Học Tư đâu thể nhẫn tâm nhìn chị ruột của mình nhảy vào trong đống lửa cơ chứ.
Chương 3609 ở một diễn biến khác, quản gia của phủ võ vừa dẫn Tiêu Chính Văn đi về phía sân sau vừa không ngừng thở dài. Ông cụ, tại sao cứ không ngừng thở dài thế? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Hai, chàng trai à, cậu không biết đó thôi, bây giờ nhà họ Võ đang gặp phải rắc rối lớn. Nếu như không phải nhà họ Võ đang phải lo toan nhiều việc thì nhất định sẽ tổ chức tiệc lớn tiếp đãi cậu, tuyệt đối sẽ không tiếp đón sơ sài như thế này. Quản gia vừa nói vừa chắp tay bái Tiêu Chính Văn, coi như thay chủ đền tội với Tiêu Chính Văn. Ồ, nhà họ Võ gặp phải rắc rối ư? Tiêu Chính Văn nhìn về phía quản gia với vẻ khó hiểu. Không sai, chỉ là chuyện này nói ra rất dài, chàng trai, mời đi bên này. Quản gia vừa nói vừa dẫn Tiêu Chính Văn đi vào trong một nhà ngang. Dù nhà họ Võ có gặp phải trở ngại gì, Võ Anh Hào cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn chứ, Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Nghe thấy ba chữ Võ Anh Hào, quản gia già thoạt tiên hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ, nói, ôi! Chắc là cậu vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ chưa lâu nhỉ? Vẫn còn chưa hiểu về vùng ngoài lãnh thổ nhiều lắm, mặc dù chúng tôi cũng mang họ Võ. Thế nhưng cậu có biết Võ Tam Tư có bao nhiêu con cháu hay không? Chỉ riêng Chi Mạch đã không dưới con số 3, chúng tôi chỉ là một trong số đó, hơn nữa là còn là phân nhánh thấp kém nhất. Chi hệ hoàng tộc rộng lớn, dù một hai Chi Mạch diệt vong thì căn bản cũng chẳng đáng để bận tâm. Huống hồ nhiều lúc những Chi Mạch này còn dùng để hy sinh để giúp gia chủ đổi lấy lợi ích lớn hơn. Đây chính là hoàng tộc đó. Quản gia già nói tới đây thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Ồ, thế nhưng theo tôi được biết, Võ Anh Hào có vẻ rất xem trọng phân chi mấy người, sẽ không ngồi nhìn mấy người tiêu vong đâu nhỉ, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Trước lúc này, Tiêu Chính Văn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ lại máu lạnh tới thế, có thể nhìn gia tộc của mình chết mà không cứu. Ôi, xem trọng ư, có xem trọng hay không, hoàn toàn nhìn vào thực lực để nói chuyện, trước đây phân chi chúng tôi quả thực có người sắp sửa đột phá lên cảnh giới nhân vương. Thế nhưng đáng tiếc là trước đó bị thương một chút, cụ thể lúc nào mới có thể đột phá đã là một dấu hỏi chấm rồi. Dưới tình hình như vậy, đối với gia chủ mà nói thì phân chi này của chúng tôi đã mất đi giá trị rồi. Hơn nữa, chưa nói là gia chủ của chúng tôi, dù là mấy môn khách mà chúng tôi thu nhận những năm gần đây, khi thấy nhà họ Võ lâm vào nguy khốn thì cũng đồng loạt quay lưng đi hết. Quản gia già nói, không kiềm được đưa tay lau nước mắt. Đúng vào lúc này, một ông cụ dẫn theo một cô gái trẻ bước ra phía ngoài cửa. Thực lực của ông cụ đó đại khái ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, còn cô gái trẻ kia lại có cảnh giới thiên thần 1 sao. Thấy hai người đeo bọc đồ bước ra ngoài cửa, quản gia già vội vàng tiến lên trước một bước, nhíu mày nói, ông Tần, mấy người đây là, quản gia, trong nhà chúng tôi có chút việc cần xử lý, vậy nên không thể quấy rầy mọi người thêm nữa, gặp được gia chủ thì thay chúng tôi thông báo một tiếng. Sau này sẽ còn gặp lại. Ông Tần chắp tay nói với quản gia, trên mặt không có chút hổ thẹn nào, ngược lại biểu cảm lại lạnh lùng dị thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3610 ông Tần, ban đầu khi hai người đi tới bước đường cùng, gia chủ đã thu nhận hai người, bây giờ thậm chí ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không chịu, đã muốn rời khỏi nhà họ Võ rồi sao? Trong ánh mắt của quản gia đã ngùn ngụt lửa giận. Nếu như đã vĩnh viễn không gặp lại thì cần gì phải làm chuyện dư thừa cơ chứ, cô gái trẻ lạnh lùng nói. Ngôn từ lạnh lùng của cô gái trẻ cũng thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Không cần đoán, Tiêu Chính Văn cũng có thể nhìn ra hai ông cháu này cũng vì biết được nhà họ Võ sắp gặp họa lớn nên mới thẳng thừng rũ bỏ nhà họ Võ. Tiêu Chính Văn trước nay đều không có thiện cảm với loại người vong ân bội nghĩa, càng hết sức khinh thường loại người giống như vậy. Quản gia già nghiến răng. Cười lạnh lùng, nói, xem ra hai vị đã chắc chắn nhà họ Võ không còn cơ hội trở mình nữa rồi. Quản gia, nói nhiều cũng vô ích, cây đổ thì bầy khỉ tan, đây chính là định luật thiên cổ bất biến. Con kiến còn phải sống cho qua ngày, huống hồ gì là con người cơ chứ? Ông cụ nói rồi kéo cô gái trẻ bước đi không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Hai, nhìn theo bóng lưng của ông cụ, quản gia già lắc đầu thở dài nói, 10 năm trước. Ông ta bị tông môn truy sát tới cùng đường, là gia chủ thương hại ông ta nên mới thu nhận ông ta về nhà họ Võ. Nhờ có thân phận là môn khách của nhà họ Võ nên ông ta mới thoát được một kiếp nạn. Hơn nữa những năm gần đây, gia chủ cũng không bạc đãi ông ta,
ngay tới một số bí trận không lưu truyền của nhà họ Võ cũng truyền lại cho ông ta. Kết quả đổi lại chính là sự phản bội cầu vinh của ông ta. Nói tới đây, quản gia già lại đưa tay lau nước mắt, đối diện với cục diện bây giờ, ông ta thân là một kẻ bề tôi, đâu thể có sức mạnh để xoay chuyển trời đất. Ông ta cũng chẳng có sức ngăn cản đám môn khách phản bội nhà họ Võ này. Nhà họ Võ rất thích thu nhận môn khách nhỉ, Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi một câu. Cũng không hẳn thế, dù gì chúng tôi cũng chỉ là chi thứ, không có tiền có thế giống như gia chủ. Môn khách mà nhà họ Võ thu nhận, đa số đều là một số kẻ đi tới bước đường cùng. Nhiều năm trước, gia chủ cũng từng có một khoảng thời gian lưu vong, vậy nên cũng cảm thấy thương xót hơn với loại người này. Vốn nghĩ cho bọn họ một con đường sống, sau này lúc nhà họ Võ gặp phải bất trắc, bọn họ nhất định sẽ niệm ân tình của nhà họ Võ mà ra tay tương trợ, thế nhưng bây giờ thì lại mỗi người một ngả. Trong giọng điệu của quản gia ngập tràn thương cảm, nhìn nhà họ Võ đã từng đông như chảy hội mà giờ ngày càng lạnh lẽo, trong lòng có một nỗi khổ tâm nói không nên lời. Chàng trai, trong thế tục có nhiều loại người như vậy không? Quản gia già vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng của ông Tần. Tiêu Chính Văn không nói gì, chỉ mỉm cười. Dù đi tới đâu thì vĩnh viễn đều không thiếu loại người vong ân bội nghĩa. Tới cuối cùng, Tiêu Chính Văn vẫn không nói ra đáp án trong lòng mình. Thưa cậu, xin mời. Chương 3611 quản gia già dẫn Tiêu Chính Văn đi lên một căn nhà gỗ hai tầng, nói, chàng trai, mặc dù môi trường của nơi này không bằng khách sạn hiện đại, thế nhưng cũng coi là một chốn thanh tịnh, không biết cậu có hài lòng không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn bài trí xung quanh, quả thực mang ý vị cổ xưa, liền khẽ cười nói, đương nhiên hài lòng, ông cụ thật có lòng. Cậu hài lòng là được rồi, giờ tôi sẽ lệnh cho người pha nước tắm cho cậu, lát nữa gia chủ sẽ đích thân tới chào hỏi cậu. Quản gia già nói rồi cung kính lùi ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Võ Thiên Nghiệp đã đích thân tìm tới căn nhà gỗ ở nhà ngang, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tiếp đón không chu đáo, vẫn mong cậu bỏ qua cho. Bản thân Võ Thiên Nghiệp cũng là một cao thủ ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, còn Tiêu Chính Văn vì không muốn thu hút sự chú ý của mấy kẻ có ý đồ xấu nên đã cố tình che đậy tu vi của bản thân. Ở trước mặt ông ta, Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường mà thôi, mà Võ Thiên Nghiệp lại tỏ ra hết sức khách khí với Tiêu Chính Văn, chuyện này làm cho anh cảm thấy rất bất ngờ. Ông Võ khách khí rồi, Tiêu Chính Văn khẽ cười, gật đầu nói. Cậu Tiêu! Tôi vẫn còn chút việc cần phải xử lý, muộn một chút nhất định sẽ mở tiệc thiết đãi cậu Tiêu, Võ Thiên Nghiệp nói rồi lại chắp tay vái lại Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, Võ Thiên Nghiệp lại nói thêm vài câu khách sáo với Tiêu Chính Văn rồi mới quay người rời đi. Ra khỏi nhà ngang, Võ Học Tư đã đợi trước cửa từ lâu, vội vàng tiến lên nói với Võ Thiên Nghiệp, bố, Tề Kính Hào tới rồi. Ồ, ở đâu, trên mặt Võ Thiên Nghiệp lộ ra vẻ vui mừng. Ở trong phòng khách, có điều hình như ông ta không muốn ra tay giúp chúng ta đâu, Võ Học Tư nói với vẻ khó xử. Đi, đi xem. Võ Thiên Nghiệp nói xong thì dẫn theo Võ Học Tư bước nhanh về phía phòng khách. Trưởng môn Tề, vẫn mong ông nể tình nhà họ Võ chúng tôi và, ông Võ, dù gì Lương Cảnh Long cũng là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung, hơn nữa còn là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Ông cảm thấy chỉ lời nói của một nhân vương cấp một bé nhỏ như tôi thì sẽ có được sức nặng bao nhiêu, Tề Kính Hào lạnh lùng lên tiếng. Tề Kính Hào nói đến đây thì ngừng lại một chốc, sau đó mới nói tiếp, hơn nữa, con gái của ông gả cho Lương Cảnh Long cũng không chịu thiệt, Lương Cảnh Long là thiếu cung chủ của Bích Hà Cung. Còn ông chỉ là một chi của nhà họ Võ, có thể bám víu vào hôn sự như thế hẳn là chuyện vui đáng chúc mừng với ông đấy chứ. Những lời Tề Kính Hào nói không hề kiêng dè chút nào, thậm chí không chừa cho Võ Thiên Nghiệp chút thể diện. Ông Tề, tôi nghĩ dù tôi không nói ông cũng nên biết, Lương Cảnh Long đó là loại người gì. Cả Vinh Thành đều biết cậu ta là một tên đào hoa. Nếu Tinh Nhi gả cho cậu ta thì chẳng khác gì nhảy vào hố lửa. Võ Thiên Nghiệp không cam lòng nói. Chương 3612 thật ra xuất thân từ gia tộc lớn thì nên có giác ngộ này, không phải sao? Các cuộc hôn nhân sắp đặt giữa các gia tộc quá mức bình thường, để nhà họ Võ các ông hy sinh một chút lẽ nào không phải việc nó nên làm sao. Hơn nữa nhà họ Võ các ông luôn bất hòa với nhà họ Tư Mã, nhất là chuyện Thánh Huyết Đế Tuấn gần đây đã chọc giận nhà họ Tư Mã rồi, nếu không tổ chức hôn sự với Bích Hà Cung, e là sau này sẽ không có chỗ đứng cho nhà họ Võ ông ở Vinh Thành này đâu.
Dù các ông mời tôi đến thì thế nào, với khả năng của tôi hoàn toàn không giúp được gì cho nhà họ Võ, Tề Kinh Hào thậm chí còn nhắc đến mối ân oán của nhà họ Võ và nhà họ Tư Mã. Xét cho cùng không ai muốn dây dưa với nhà họ Võ vào lúc này. Trên thế giới này chỉ có khi gặp họa nạn mới biết được lòng người. Mãi đến cuối cùng khi tiễn Tề Kính Hào đi, Võ Thiên Nghiệp mới thở dài. Thật ra chuyện này đâu chỉ đơn giản là chuyện hôn nhân của con gái, Bích Hà Cung vốn dĩ là thế lực của nhà họ Khổng, nếu Võ Tinh Nhi kết hôn với Lương Cảnh Long, vậy thì Võ Thiên Nghiệp đã phản bội lại nhà họ Võ. Đây là một chuyện lớn, tuyệt đối không thể sơ suất. Một khi chuyện Võ Tinh Nhi kết hôn với Lương Cảnh Long truyền đến tai gia chủ, bên phía gia chủ chắc chắn sẽ bảo người đến trách tội, thậm chí có thể giết nhà họ Võ và Bích Hà Cung ngay trong ngày hôn lễ để chứng danh cho mình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Võ Thiên Nghiệp lại cảm thấy khó chịu như bị một tảng đá lớn ngàn cân đè nén. Tối hôm đó, Võ Thiên Nghiệp bày ra một bầy thức ăn thịnh soạn theo như đã hẹn trước đó, còn đích thân đến nơi Tiêu Chính Văn ở mời anh. Cậu Tiêu, mời cậu đến vườn sau. Từ đầu đến cuối, Võ Thiên Nghiệp đều cung kính có thừa với Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn cố ý để vị trí cao nhất cho Tiêu Chính Văn. Từ đó có thể thấy Võ Thiên Nghiệp không hề đối đãi tệ với Tiêu Chính Văn. Ngay cả hai chị em Võ Học Tư và Võ Tinh Nhi cũng gượng cười chào Tiêu Chính Văn. Tiếc là mình không có sức chiến đấu như Khổng Thiên Tường, nếu không chị cũng không cần phải chịu ấm ức gả cho tên khốn nạn Lương Cảnh Long đó. Võ Học Tư vừa ngồi xuống đã nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Học Tư, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, là đàn ông con trai thì phải bình tĩnh, chín chắn, con nói gì đấy, như thế khiến cậu Tiêu phải cười rồi. Võ Thiên Nghiệp cau mày, tỏ ý xin lỗi chắp tay với Tiêu Chính Văn. Không đâu, tôi chỉ thắc mắc chẳng qua là chuyện hôn nhân giữa nam nữ sao lại phải khiến cả nhà họ Võ đều như gặp phải kẻ thù thế, cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng hỏi thắc mắc trong lòng mình. Ở thế tục, chuyện tương tự như vậy đôi khi cũng xảy ra, sắp xếp hôn nhân giữa nam nữ chẳng qua chỉ là quan hệ đến lợi ích của gia tộc mà thôi. Thế nên cũng có lúc xảy ra chuyện như bỏ trốn khỏi hôn sự, nhưng không có ảnh hưởng gì lớn với gia tộc. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi, Võ Thiên Nghiệp thở dài nói, cậu Tiêu, cậu không biết đấy thôi, Bích Hà Cung là thế lực của nhà họ Khổng, mà nhà họ Võ và nhà họ Khổng đã có mối thù gia tộc. Chuyện này không liên quan đến ân oán cá nhân mà là phải trái rõ ràng, nhà họ Võ không thể chấp nhận nhà họ Khổng. Nếu Tinh Nhi kết hôn với Lương Cảnh Long thì chúng tôi đã phản bội nhà họ Võ, hơn nữa không ít hoàng tộc có thù cũ với nhà họ Võ cũng sẽ cười nhạo nhà họ Võ. Chương 3613 thậm chí lấy đó để chèn ép nhà họ Võ, thế nên gia chủ sẽ vì thể diện của cả nhà họ Võ mà bảo người đến trách tội, thậm chí sẽ xóa bỏ chi này của chúng tôi. Nhưng nếu không đồng ý với yêu cầu của Lương Cảnh Long, bên phía Bích Hà Cung có thể không làm gì cả nhà tôi sao? Đến lúc đó vẫn sẽ bị diệt môn. Thế nên bây giờ nhà họ Võ tôi đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không lâu nữa sẽ gặp tai họa, e là chúng ta cũng không thể chăm sóc cho cậu Tiêu được mấy ngày nữa. Nếu cậu Tiêu vẫn còn bạn bè thân thiết ở Vinh Thành thì cậu Tiêu nên có dự định sớm đi. Nói rồi Võ Thiên Nghiệp giơ ly rượu lên mời Tiêu Chính Văn một ly. Hai, thật không may, tôi lần đầu đến đây nên không có bạn bè đáng tin cậy nào khác cả, nếu nhà họ Võ ông có cần gì, chỉ cần nói với tôi có lẽ tôi có thể bảo vệ cả nhà ông an toàn. Tiêu Chính Văn vừa nói ghế, mọi người đều sửng sốt. Cho dù là Võ Học Tư hay Võ Thiên Thành cũng ngây người trong chốc lát, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngờ vực. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường vừa từ thế tục chạy trốn đến ngoài lãnh thổ. Có thể nói ngoài nhà họ Võ Tiêu Chính Văn không có người quen nào khác ở cả ngoài lãnh thổ. Càng đừng nói đến thế lực gì đó, với tình hình hiện tại của cậu ta sao có thể bảo vệ nhà họ Võ an toàn được chứ? Nhưng người nhà họ Võ lại không ai cười cợt Tiêu Chính Văn không tự lượng sức mình, dù sao có được tâm ý như thế đã không dễ gì rồi, không biết đã mạnh hơn môn khách của nhà họ Võ đó gấp mấy lần. Cậu Tiêu có thể có tâm ý như vậy, nhà họ Võ tôi cũng biết ơn vô cùng. Võ Thiên Thành chắp tay lại với Tiêu Chính Văn, cung kính nói. Đúng lúc này, Tề Kính Hào cũng đi vào vườn sau, không đợi Võ Thiên Thành mời vào đã đi đến chỗ ngồi. Hai, nhà họ Võ các ông mời đến toàn người gì không thế, lẽ nào không biết tự lượng sức mình sao? Tề Kính Hào vừa nhìn Tiêu Chính Văn vừa lạnh lùng nói. Đây là nơi nào chứ?
là Vinh Thành đấy. Chuyện liên quan đến hai thế lực lớn nhà họ Võ và Bích Hà Cung mà một thanh niên vừa đến ngoài lãnh thổ dám hoành hoang lớn lối nói muốn bảo vệ an nguy của nhà họ Võ, đây là chuyện cười à? Võ Thiên Thành và Võ Học Tư nghe thế cũng xấu hổ nhìn Tề Kính Hào. Không để bọn lên tiếng, Tề Kính Hào nhìn Tiêu Chính Văn nói, chàng trai, có lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút, có những trường hợp phải khiêm tốn mới được. Khiêm tốn, một người bình thường có gì đáng khiêm tốn? Tề Kính Hào đang có ý nhắc nhở Tiêu Chính Văn, nói khoác cũng phải nhìn xem trường hợp thế nào. Chàng trai, e là cậu vẫn không biết Bích Hà Cung đáng sợ thế nào, Lương Cảnh Long có vô vàn mối quan hệ với nhà họ Khổng, chuyện này sao có thể để cho bất kỳ ai nhúng tay vào cũng được chứ? Hơn nữa, cậu có bạn cũ nào ở Vinh Thành không? Tề Kính Hào khiển trách. Thực ra Tề Kính Hào không có ý giễu cợt Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người, nếu không, với thân phận của Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không đủ tư cách nói chuyện với ông ta. Chương 3614 trước đây, Tề Kính Hào cũng từng gặp rất nhiều thanh niên trẻ từ giới thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, nhưng phần lớn đều không để lại ấn tượng tốt cho Tề Kính Hào. Rất nhiều thanh niên ở giới thế tục thích khoe khoang bản thân, chính vì vậy mà đã gặp tai họa. Tề Kính Hào cũng là có ý tốt, dù sao lời này của Tiêu Chính Văn quả thực hơi nghiêm trọng. Nếu lọt vào tai Bích Hà Cung thì e rằng Tiêu Chính Văn sẽ gặp phiền phức lớn. Vì vậy, ông ta mới đến đây để khuyên bảo Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Lương Cảnh Long và Khổng Thiên Tường còn là bạn học của nhau, cho nên không phải ai cũng có thể xen vào chuyện của Bích Hà Cung. Nửa câu sau của Tề Kính Hào rõ ràng là nói cho Võ Thiên Nghiệp nghe. Ngụ ý của ông ta là nhà họ Võ tốt nhất đừng ảo tưởng nữa, hiện tại ở Vinh Thành này. Chỉ có nhà họ Tư Mã mới có thể giúp được bọn họ mà thôi. Nhưng vì chuyện thánh huyết của Đế Tuấn mà mối quan hệ giữa nhà họ Võ và nhà họ Tư Mã đang vô cùng căng thẳng, nhà họ Tư Mã chắc chắn sẽ không ra tay cứu giúp nhà họ Võ vào lúc này. Lúc này, không chỉ Võ Thiên Nghiệp, mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng nhìn ra được Tề Kính Hào đang cảnh cáo nhà họ Võ, hiển nhiên ông ta đứng về phía Bích Hà Cung. Bạn học của Khổng Thiên Tường thì tài giỏi lắm sao? Cho dù là Khổng Thiên Tường đến thì đã sao chứ? Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Tiêu Chính Văn cũng có chút ấn tượng về người tên Khổng Thiên Tường. Người này trong mắt Tề Kích Hào và nhà họ Võ là nhân vật lớn, nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn lại chẳng bằng một con kiến. Chưa nói đến thực lực của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ, chỉ riêng sức chiến đấu của Khổng Thiên Tường, không phải người bình thường như các người có thể hiểu được. Tề Kính Hào nhíu mày, lạnh lùng nói. Khổng Thiên Tường ở trước mặt tôi cũng không dám nói những lời huênh hoang như vậy, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Những gì Tiêu Chính Văn nói là sự thật, đừng nói là Khổng Thiên Tường, cho dù Khổng Tề Thiên tới thì cũng không dám nói la lối trước mặt Tiêu Chính Văn. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Võ Thiên Nghiệp không khỏi nhíu mày. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang nói giúp cho nhà họ Võ, nhưng lời này của anh quả thực hơi quá đáng. Cho dù Khổng Thiên Tường có tệ hại đến đâu thì cũng là cường giả cảnh giới nhân vương, nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ là một người bình thường. Điều này giống như một đứa trẻ lên ba chỉ tay vào một thanh niên trai tráng tầm 20-30 tuổi và nói rằng đối phương chẳng là cái thá gì. Cậu Tiêu, Khổng Thiên Tường là cao thủ cảnh giới nhân vương đấy. Võ Thiên Nghiệp sợ Tiêu Chính Văn lại nói lung tung nên vội vàng nhắc nhở. Chắc anh bạn này vừa đến vùng ngoài lãnh thổ nên còn nhiều điều chưa biết. Thế lực của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ lớn đến mức có thể lật đổ cả một quốc gia. Còn Khổng Thiên Tường mà cậu nói tới cũng không phải là một kẻ ăn chơi. Con cháu thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ rất khác so với người trong giới thế tục. Nói xong, Tề Kính Hào vung tay, phóng một luồng gió đánh tan hòn non bộ trong hoa viên. Rầm. Chương 3615 hòn non bộ cao 10 mét biến thành một đống gạch vụn trong chốc lát. Nếu Lương Cảnh Long ra tay với tôi, thì kết cục của tôi sẽ như hòn non bộ này, Tề Kính Hào lạnh lùng nói. Thực ra đây cũng là lời cảnh cáo với mọi người trong nhà họ Võ, tuyệt đối đừng có bất kỳ ảo tưởng nào, ngay cả ông ta cũng không là gì trước mặt Lương Cảnh Long, huống chi là nhà họ Võ. Dù sao vị cường giả sắp đột phá cảnh giới nhân vương của nhà họ Võ vẫn chưa đột phá, lúc trước còn bị thương, trong thời gian ngắn nhà họ Võ không còn cao thủ cảnh giới nhân vương nào khác. Ông Tề, thực ra nhà họ Võ không phải là không có hy vọng. Chỉ cần Tinh Nhi hoặc Học Tư nằm trong top 3 cuộc thi ở Vinh Thành thì chuyện này sẽ có chuyển biến tốt. Giọng điệu của Võ Thiên Nghiệp cũng trở nên lạnh lùng,
đối mặt với uy quyền của Tề Kính Hào, ông ta phản ngược trở lại. Cho dù bọn họ chỉ là nhánh nhỏ của nhà họ Võ, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc, sao có thể bị mấy lời của Tề Kính Hào dọa sợ chứ? Cuộc thi lớn ở Vinh Thành, không chỉ có nhà họ Khổng, mà nhà họ Tư Mã cũng cử người tham gia, ông cho rằng với thực lực của Tinh Nhi và Học Tư, thì có hy vọng lọt vào top 3 không? Tề Kính Hào liếc nhìn Võ Học Tư và Võ Tinh Nhi, lạnh lùng hỏi. Võ Thiên Nghiệp nhìn Võ Tinh Nhi vẫn luôn ngồi im lặng, nói, ông Tề, hiện nay Tinh Nhi đã đạt cảnh giới thiên thần đại cấp 3 sao rồi, tôi nghĩ, ông không cần nghĩ nữa. Phía nhà họ Khổng và Bích Hà Cung có không dưới 10 vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, cộng thêm nhà họ Tư Mã nữa thì đâu phải chỉ có 10 người. Với năng lực hiện tại của bọn họ, muốn lọt vào top 20 đã là cả một kỳ tích. Top 3 đâu phải là điều mà nhà họ Võ các ông có thể mơ tưởng. Chắc các ông vẫn chưa biết, lần này, ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng phái người tham gia, ông cho rằng nhà họ Võ có cơ hội sao? Lẽ nào ông cho rằng nhà họ Võ còn có thể mời cao thủ đến trấn thủ sao? Tề Kính Hạo nói xong liền quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Rõ ràng Tiêu Chính Văn không thể trở thành cao thủ bảo vệ nhà họ Võ. Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, không kéo nhà họ Võ xuống đã là may mắn lắm rồi. Nói đến đây, Tề Kính Hạo dừng lại rồi cười khẩy nói, nếu vị này là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương trong giới thế tục thì may ra còn có thể bảo vệ nhà họ Võ các người. Nhưng đáng tiếc, vua Bắc Lương trong giới thế tục là nhân vật lớn thế nào chứ? Ngay cả những nhân vật lớn như Khổng Tề Thiên và Tư Mã Lôi đều phải kiêng nể vài phần, thì nhà họ Võ các người mời được sao? Tề Kính Hào khinh thường lắc đầu. Nếu nhà họ Võ thật sự có thể mời Tiêu Chính Văn đến thì đừng nói Bích Hà Cung, mà ngay cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều không dám động đến nhà họ Võ. Tin tức về cuộc chiến tranh giành Thánh Huyết Đế Tuấn đã truyền ra vùng ngoài lãnh thổ từ lâu. Tiêu Chính Văn đã một mình đánh bại đòn tấn công liên thủ giữa Tư Mã Lôi và Khổng Tề Thiên, hơn nữa còn tự tay giết Tư Mã Lôi. Nếu người như vậy đến Vinh Thành thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất. Chưa nói đến bảo vệ nhà họ Võ, mà còn có thể đưa nhà họ Võ lên đỉnh cao ở Vinh Thành. Chương 3616 nhưng Võ Thiên Nghiệp chỉ là một nhánh phụ của nhà họ Võ, đừng nói là mời Tiêu Chính Văn, ngay cả tư cách nói chuyện với Tiêu Chính Văn, bọn họ cũng không có. Vì vậy, cho dù lúc này Tiêu Chính Văn đang ở trong nhà họ Võ thì cũng không có người tin. Lời này của Tề Kính Hào chính là đang chế giễu nhà họ Võ, diễn kịch vào lúc này cũng vô ích mà thôi. Lúc nãy ở ngoài cửa, ông ta đã nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Võ Thiên Nghiệp câu nào cũng cậu Tiêu, rõ ràng là đang cố gắng ổn định lòng người, để tất cả khách mời trong nhà đều tưởng rằng vua Bắc Lương trong giới thế tục đã đích thân đến nhà họ Võ. Nhưng trên thực tế, Tiêu Chính Văn có thể đến nhà họ Võ sao? Nhà họ Võ có tư cách gì chứ? Cho dù Tiêu Chính Văn thật sự đến vùng ngoài lãnh thổ thì sao gia chủ nhà họ Võ có thể bỏ lỡ cơ hội kết giao này mà đến lượt Võ Thiên Nghiệp? Tôi vừa nghe ông Võ nói, vị này họ Tiêu. Tề Kính Hào đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nhếch mép hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi quả thực mang họ Tiêu. Nghe thấy lời này, Tề Kính Hào ngửa mặt cười lớn, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hết sức khinh thường, nói cậu sẽ không nói với tôi rằng cậu chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn trong thế tục đấy chứ. Tiêu Chính Văn lại gật đầu nói, chính là tôi. Lời này vừa thốt ra, cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh, thế nhưng một giây sau đã phát ra những tiếng thở dài của đám người nhà họ Võ và tiếng cười điên cuồng của Tề Kính Hào. Đám người nhà họ Võ đương nhiên cho rằng Tiêu Chính Văn đang cố ý giúp nhà họ Võ giữ thể diện. Thế nhưng giả thì chung quy vẫn là giả. Người ta đường đường là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, dù thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ được Võ Anh Hào đích thân đi đón tới chủ gia, căn bản không có khả năng tới chỗ bọn họ được. Mà Tề Kính Hào lại không hề cười nhạo Tiêu Chính Văn mà đang cười nhà họ Võ. Bây giờ ông ta cũng coi như hiểu được dự định của Võ Thiên Nghiệp, lấy một người bình thường trong thế tục giả mạo làm Tiêu Chính Văn để dọa sợ Lương Cảnh Long. Ngoài ra còn giúp ổn định lòng người sớm đã dao động bất an của nhà họ Võ. Mặc dù toan tính này cũng không tệ, thế nhưng đáng tiếc là người mà ông ta mời đến, thậm chí ngay cả chút khí tức của cường giả cũng không có, hoàn toàn là một người bình thường. Trình độ diễn xuất phụng về như vậy, ngay cả ông ta cũng chẳng thể lừa nổi thì sao có thể lừa được Bích Hà Cung cơ chứ? Ông Tề, tôi nghĩ là ông hiểu nhầm rồi, cậu Tiêu này chỉ tới nhà họ Võ chúng tôi làm khách.
không phải là vua Bắc Lương bên trong thế tục đâu. Nhà họ Võ chúng tôi cũng sẽ không dùng mấy thủ đoạn mất mặt như thế. Dù nhà họ Võ chúng tôi có phải liều mình tới giọt máu cuối cùng thì cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Bích Hà Cung. Võ Thiên Nghiệp đầu tiên là nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cảm kích, sau đó ngửa đầu ưỡn ngực đứng dậy, lớn tiếng nói với Tề Kính Hào. Võ Thiên Nghiệp, đây là lời nói thật lòng của ông à, Tề Kính Hào nhướng mắt nhìn về phía Võ Thiên Nghiệp, trong giọng điệu mang theo mấy phần uy hiếp. Đương nhiên, dẫu sao nhà họ Võ chúng tôi cũng có huyết mạch hoàng tộc, thà đứng chết chứ tuyệt đối không quỳ mà sống. Huống hồ gì Bích Hà Cung có là thứ gì đâu. Nhà họ Võ chúng tôi việc gì phải cúi đầu trước bọn họ. Chương 3617 Võ Thiên Nghiệp, Tề Kính Hào lập tức nổi điên, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Võ Thiên Nghiệp cười lạnh lùng, nói, làm sao, lẽ nào ông Tề cũng về dưới trướng nhà họ Khổng rồi. Nếu là như vậy thì tôi và ông không còn lời gì để nói với nhau nữa đâu. Võ Thiên Nghiệp, có những lời một khi đã thốt ra khỏi miệng, có muốn thu lại cũng khó lắm đấy. Hơn nữa, ông thật sự định để cho Tinh Nhi và Học Tư rơi vào hiểm nguy sao? Chỉ cần người nhà họ Võ mấy người xuất hiện bên trong danh sách thi đấu, Bích Hà Cung sẽ ngay lập tức đoán ra được thái độ cuối cùng của nhà họ Võ mấy người. Ông cho rằng, tới lúc đó rồi, nhà họ Võ mấy người vẫn còn cơ hội hay sao? Dù trận đấu kết thúc, Võ Học Tư thật sự đứng trong top 3 thì nhà họ Võ mấy người có thể ngăn cản Bích Hà Cung hỏi tội hay sao? Những lời này của Tề Kính Hào vừa mới được thốt ra, cả nhà họ Võ đều rơi vào trầm mặc. Ông ta nói không sai chút nào, ngoài mặt, người nhà họ Võ lấy được hạng 3 tương đương với việc lấy được một lá bùa hộ thân. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, nếu như Bích Hà Cung không muốn bỏ qua cho nhà họ Võ, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể hỏi tội nhà họ Võ được rồi, tới lúc đó, thứ mà mọi người liều mình chiến đấu chính là thực lực. Mặc dù Lương Cảnh Long không hề xuất chúng trong đám thế tử, thậm chí có thể nói trong số mấy người Khổng Thiên Tường thì cũng coi như một kẻ hết sức bình thường. Thế nhưng với thực lực và sức ảnh hưởng của hắn thì nhà họ Võ căn bản chẳng thể chống đỡ nổi. Ông Võ, tôi khuyên ông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng thì suy nghĩ cho kỹ càng một chút. Nếu không, cung dương lên rồi thì mũi tên chẳng thể quay trở lại được đâu. Tề Kính Hào đứng dậy, khẽ vỗ vỗ lên vai Võ Thiên Nghiệp. Ngửa mặt cười lớn rồi bước ra khỏi hậu hoa viên. Ngay sau đó, Võ Thiên Nghiệp đột nhiên giơ tay lên, biến một cây đại thụ bên trong hậu hoa viên trở thành vụn gỗ. Đều trách tôi vô dụng, nếu như tôi có thể có chiến lực ở cảnh giới nhân vương thì làm gì có chuyện nhà họ Võ phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn tới vậy. Nào có chuyện đi tới bước đường ngày hôm nay. Võ Thiên Nghiệp khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt cứ thế âm thầm chảy xuống. Người ta vẫn thường nói, đàn ông không rơi lệ chỉ là vì chưa tới lúc thương tâm. Bây giờ nhà họ Võ quả thực giống như Tề Kính Hào nói, đã rơi vào bước đường cùng rồi. Những lời hùng hồn ban nãy của Võ Thiên Nghiệp thật ra cũng chỉ là nói mà thôi, thật sự lật mặt với Bích Hà Cung ư. Bản thân Võ Thiên Nghiệp không sợ chết, thế nhưng ông ta không thể dùng tính mạng của cả nhà họ Võ đi đối chọi với Bích Hà Cung được. Trận đấu Vinh Thành mà mấy người nhắc tới ban nãy là có ý gì? Đạt được top 3 thì làm sao? Đúng vào lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh Tiêu, không chỉ có Vinh Thành, tất cả thành phố lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ lại tổ chức một buổi đấu võ giữa thế hệ thanh niên, nếu như đứng trong top 3 thì có khả năng sẽ được Thiên Đạo Minh Ước hoặc là Đế Vương Các cho gia nhập. Chương 3618 có sự bảo hộ thân phận là đệ tử dưới trướng Đế Vương Các. Dù là Bích Hà Cung hay là nhà họ Khổng thì đều không dám tùy tiện động tới. Võ Học Tư vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Đế Vương Các, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Không sai, Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh Ước đều chiêu mộ đệ tử bằng phương thức này, vậy nên bọn họ mới trở thành sự tồn tại có thế lực mạnh đếm được trên đầu ngón tay ở vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi. Chỉ có điều, Đế Vương Các vẫn luôn bị Thiên Đạo Minh Ước áp chế. Thế nhưng dù là như vậy thì cũng đủ để khiến cho nhà họ Khổng và Bích Hà Cung phải chấn động rồi, Võ Học Tư tiếp tục giải thích. Trong mắt Võ Tinh Nhi lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, với thực lực của cô ta và Võ Học Tư thì căn bản không thể tiến vào top 3. Mà ở trong trận đấu kiểu như vậy, gần như tất cả mọi người đều không thể lơ là, dẫu sao đây cũng là cơ hội duy nhất để đặt chân vào trong hai thế lực lớn như Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các, ai lại hai tay dâng cho người khác tiền đồ tốt như vậy chứ? Thế lực của Đế Vương Các ở vùng ngoài lãnh thổ lớn tới vậy sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi.
Theo như quan sát của Tiêu Chính Văn, đế vương các thật ra đã suy tàn rồi, nói đúng hơn thì có lẽ là miệng hùm gan sứa. Về điểm này, từ trên người Bạch Chiến Sinh đã có thể nhìn ra được manh mối. So với Bạch Chiến Sinh, dẫu là nhà họ Khổng hay nhà họ Ngụy, mặc dù nói thế lực không ăn thua gì, thế nhưng sự kiên cường một mất một còn lại không thể giả vờ được. Điều này nói lên rằng thế lực sau lưng bọn họ rất lớn. Mà thế lực đứng sau lưng nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy chính là Thiên Đạo Minh Ước. Thật ra, thực lực của đế vương các đã kém xa so với ban đầu rồi, dù gì sau khi mấy người hạng vương bỏ mạng, đế vương các vẫn luôn không có cao thủ đẳng cấp chấn giữ. Có điều, đế vương các ở vùng Tây Nam khu vực phía Đông vẫn có một cao thủ ở cảnh giới đế cảnh cấp 2 chấn thủ, vậy nên thế lực các phương vẫn phải nể mặt đế vương các vài phần. Võ Thiên Nghiệp vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Nói tới đây, trên mặt Võ Thiên Nghiệp cũng lộ ra vẻ sùng kính. Dù gì đó cũng là sự tồn tại cao hơn cảnh giới nhân hoàng một bậc. Loại thiên tài giống như vậy cũng là sự tồn tại mà Võ Thiên Nghiệp hết mực ước ao, gần như chẳng có lúc nào ông ra không mơ tưởng tới một ngày nào đó bản thân cũng có thể sánh vai với những thiên tài như thế. Thế nhưng ít nhất bây giờ ông ta cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Thật ra địa vị giữa các gia tộc ở Vinh Thành cũng đang không ngừng thay đổi, dù là đệ tử của gia tộc nào được về dưới trướng của đế vương các hay Thiên Đạo Minh Ước thì đều sẽ một bước lên trời. Dù nhà họ Võ không có cao thủ ở cảnh giới nhân vương chấn thủ, chỉ cần có người tiến vào đế vương các thì cũng có thể thay đổi hết tất cả mọi thứ ở bây giờ, thậm chí còn có thể chiếm cứ địa vị số một trong những gia tộc hàng đầu ở Vinh Thành. Đây không chỉ là sự thay đổi địa vị đơn giản mà còn tượng trưng cho việc tài nguyên của cả Vinh Thành đều sẽ chảy vào nhà họ Võ. Chỉ cần một cao thủ ở cảnh giới nhân vương, hoặc gia nhập vào đế vương các là có thể thay đổi hiện trạng của nhà họ Võ à? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Trước đây, sau khi những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ tới thế tục thì luôn nói cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ nhiều như mây, thậm chí ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng chỉ như con kiến ở vùng ngoài lãnh thổ. Chương 3619 thế nhưng tới khi Tiêu Chính Văn thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ rồi, những thứ anh nghe thấy và nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà đám thế tử kia từng nói khi trước. Cậu Tiêu, thật ra Vinh Thành chúng tôi chỉ được tính là một nơi nhỏ bé ở vùng ngoài lãnh thổ, không phải chuyện lớn gì cũng biết, vậy nên cao thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cao thủ ở cảnh giới nhân vương cực kỳ hiếm gặp. Mà Vinh Thành được mấy thế gia lớn xem trọng cũng là vì Vinh Thành có một nhân vật lớn. Vậy nên mấy người chúng tôi cũng có thể được hưởng sái theo, có thể được mấy thế lực lớn thu nhận về dưới trướng, nhân cơ hội củng cố thế lực gia tộc. Võ Thiên Nghiệp hết sức nhẫn nại giải thích với Tiêu Chính Văn. Theo ông ta thấy, Tiêu Chính Văn vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ, cảm thấy hiếu kỳ với tất cả là chuyện thường tình. Hơn nữa, nói không chừng sau này Tiêu Chính Văn cũng sẽ trở thành môn khách của nhà họ Võ bọn họ, vậy nên giúp anh hiểu thêm một chút về vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không có gì xấu. Nhân vật lớn, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, Vinh Thành là phạm vi thế lực của nhà họ Tư Mã Lôi không phải có xuất thân từ Vinh Thành đấy chứ. Không sai, Thánh Y Vinh Thành, mặc dù cảnh giới của ông ta không cao, thế nhưng lúc còn ở thế tục đã là một đại thánh có tiếng của gia tộc Y Dược. Chắc hẳn cậu Tiêu cũng từng nghe nói tới tên hiệu của ông ta rồi, Trương Cảnh Nhạc. Tiêu Chính Văn gật đầu, người này có lẽ là đại y nổi tiếng nhất thời Minh. Không ngờ ông ta cũng tới vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn ở Vinh Thành. Như vậy thì lại khiến cho Tiêu Chính Văn nghĩ tới một loại khả năng khác, đó chính là mấy người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cũng rất có khả năng đã chạy tới Vinh Thành để trị thương. Từ tin tình báo của nhà họ Võ, Khổng Tề Thiên vẫn chưa trở về nhà họ Khổng mà cũng chẳng rõ tăm hơi đâu. Khổng Tề Thiên khi đó cũng bị nội thương rất nặng, dù trở về vùng ngoài lãnh thổ thì trị thương cũng là nhiệm vụ cấp bách cần làm trước tiên của ông ta. Vậy thì Thánh Y ở Vinh Thành chính là lựa chọn duy nhất của ông ta. Trương Cảnh Nhạc định cư ở Vinh Thành sao? Ông ta cũng rất được tôn sùng ở vùng ngoài lãnh thổ à? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Thật ra người này cũng có chút dây dưa với nhà họ Tiêu, thế nhưng đó chỉ là có chút qua lại với tổ thượng nhà họ Tiêu vào mấy trăm năm trước mà thôi. Chỉ là nhà họ Tiêu bình phẩm về người này rất tệ, hoàn toàn không tốt như trong lời đồn. Đó là đương nhiên. Chính vì ông Trương định cư ở Vinh Thành, vậy nên Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng mới thường xuyên tới Vinh Thành thăm hỏi, những nhân vật nhỏ bé giống như tôi mới có vinh hạnh được nhìn thấy hào quang của đứa con của trời. Ồ, Trương Cảnh Nhạc cũng là người nhà họ Khổng à? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi.
Võ Thiên Nghiệp khẽ lắc đầu, nói, không phải, người của gia tộc Y Dược có chỗ đứng riêng ở vùng ngoài lãnh thổ, giống như hậu nhân của Tôn Tư Mạc, Trương Trọng Cảnh đều tự lập nên môn phái riêng. Hơn nữa, gia tộc Y Dược thường sẽ không tham gia vào việc tranh đấu giữa các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng cũng chính vì như vậy nên mới nhận được sự kính trọng của các thế gia lớn. Dù gì vùng ngoài lãnh thổ mỗi ngày đều xảy ra chuyện đánh đánh giết giết, không một ai dám bảo đảm bản thân sẽ không bị thương, càng không thể bảo đảm có người nào không phải cầu cạnh tới gia tộc Y Dược, vậy nên Điện Dược Vương mà gia tộc Y Dược tự lập nên không thuộc trong bất cứ thế lực nào. Chương 3620 Thế nhưng, thế lực của Điện Dược Vương ở vùng ngoài lãnh thổ lại không được xem thường, nếu như cậu Tiêu cũng thông hiểu y thuật thì có thể nghĩ cách để gia nhập vào Điện Dược Vương, tới lúc đó cậu Tiêu cũng sẽ rất được tôn kính ở vùng ngoài lãnh thổ. Võ Thiên Nghiệp vừa nói dứt lời, Võ Học Tư đứng bên cạnh đã xen vào, không sai. Chỉ cần có thể gia nhập vào Điện Dược Vương, đừng nói là Bích Hà Cung nhỏ bé không dám đắc tội với anh, ngay cả người của Thiên Cung Bắc Cực khi gặp anh cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, về phương diện này thì vùng ngoài lãnh thổ và thế tục lại có chút tương đồng. Dù gì người cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, địa vị của danh y trong thế tục cũng được trọng vọng y như thế. Sau một hồi trò chuyện, Võ Thiên Nghiệp mới đứng dậy nói với Võ Học Tư, Học Tư, cũng không còn sớm nữa, lát nữa con đích thân đưa cậu Tiêu trở về nghỉ ngơi nhé. Võ Thiên Nghiệp lại nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tửu lượng của tôi không được tốt, uống nhiều vài chén là lại không còn tỉnh táo nữa, có điểm gì thất lễ, mong cậu bỏ qua cho. Gia chủ Võ khách khí rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu nói với Võ Thiên Nghiệp. Đợi Võ Thiên Nghiệp đi rồi, Võ Học Tư mới dẫn Tiêu Chính Văn đi về phía nhà ngang. Vừa đi, Võ Học Tư vừa nói với vẻ mặt khó xử, anh Tiêu, vốn muốn dẫn anh đi thăm thú quanh Vinh Thành, không ngờ nhà họ Võ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, để cho anh Tiêu phải chê cười rồi. Không có sao, hơn nữa, nể mặt Võ anh hào, chỉ cần nhà họ Võ của anh cần giúp thì có thể lên tiếng bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ tận lực tương trợ, Tiêu Chính Văn lắc đầu nói. Anh Tiêu, vùng ngoài lãnh thổ khác biệt rất lớn với thế tục, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào cái này để nói, Võ Học Tư vừa nói vừa siết chặt nắm đấm. Chỉ một tên lương cảnh long mà thôi, đáng sợ tới vậy sao, Tiêu Chính Văn lắc đầu cười khổ. Nghe thấy lời này, Võ Học Tư không khỏi đưa mắt quan sát Tiêu Chính Văn nhiều hơn, thế nhưng bất luận anh ta có nhìn thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường mà lại dám dùng loại khẩu khí này để bình luận về cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5. Có điều một giây sau, Võ Học Tư liền ngộ ra ngay. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đến từ thế tục, có lẽ người trong thế tục căn bản không biết tới sự đáng sợ của Lương Cảnh Long. Đứng trước cửa nhà ngang, đưa mắt nhìn theo bóng Tiêu Chính Văn trở về căn nhà gỗ 2 tầng, Võ Học Tư không khỏi bật cười tự giễu, nói kỹ ra thì người này thật sự hơi đặc biệt. Rõ ràng bản thân là một người bình thường mà lại dám coi thường cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 như thế. Rõ ràng là lần đầu tới vùng ngoài lãnh thổ mà lại có dáng vẻ như thể không sợ trời không sợ đất, thật sự không biết bản lĩnh này của anh ta tới từ đâu. Vào lúc Võ Học Tư đang ngẩn ra, giọng nói của Võ Tinh Nhi đột nhiên vang lên sau lưng anh ta. Chị, sao chị lại tới rồi? Võ Học Tư vội vàng tiến lên trước chào hỏi. Chương 3621 sao chị lại không thể đến chứ? Thuận tiện qua thăm mọi người, có điều anh ta quả thực rất đáng tiếc, nếu như anh ta xuất thân từ một thế gia lớn nào đó ở vùng ngoài lãnh thổ thì tốt rồi. Mắt Võ Tinh Nhi lấp lánh giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Chị, không phải chị, động lòng với anh ta rồi đấy chứ, Võ Học Tư cũng từng tới thế tục để rèn luyện, cũng có mấy cô bạn gái ở thế tục. Vậy nên nhất cử nhất động của phụ nữ đều không qua được mắt anh ta. Động lòng thì làm sao? Em không nghe người ta nói à, miệng là cánh cửa của trái tim, người có thể khiêm tốn giống như anh ta nhất định chí hướng cũng sẽ không kém, ít nhất mạnh hơn tên Lương Cảnh Long kia gấp 100 lần. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, anh ta đều nói đỡ cho nhà họ Võ chúng ta, so với mấy môn khách kia thì có phong thái hơn nhiều. Dù anh ta chỉ là một người bình thường thì cũng hơn nhiều so với đám người ngoài kia. Võ Tinh Nhi hơi tiếc nuối nhìn về phía bóng người phản chiếu trên góc cửa sổ căn phòng thứ 2, nhỏ giọng nói. Nếu như anh ta không tên là Tiêu Thiên Sách mà là Tiêu Chính Văn, vậy thì nguy cơ của nhà họ Võ chúng ta thật sự được giải trừ rồi. Võ Học Tư cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn.
lần này tới vùng ngoài lãnh thổ, để không gây thêm rắc rối nên Tiêu Chính Văn vẫn dùng cái tên Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách, Tiêu Chính Văn, vùng ngoài lãnh thổ có mấy người từng được gặp Tiêu Chính Văn? Ngoại trừ mấy người Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư ra thì chẳng có ai từng được gặp anh ta. Nói tới đây, trong mắt Võ Tinh Nhi không khỏi lóe lên tia sáng lấp lánh. Chị đi đâu thế? Thấy Võ Tinh Nhi quay người chạy về phía thư phòng của Võ Thiên Nghiệp, Võ Học Tư liền vội vàng đuổi theo. Lúc này, Võ Thiên Nghiệp đang nhắm mắt suy tư bên trong thư phòng, cẩn thận suy tính xem nên hóa giải nguy cơ lần này của nhà họ Võ như thế nào. Đúng vào lúc này, Võ Tinh Nhi đột nhiên đẩy cửa lao vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của ông ta. Tinh Nhi, nói với con bao nhiêu lần rồi, con là con gái. Sao có thể hấp ta hấp tấp như vậy chứ? Võ Thiên Nghiệp nhíu mày nhìn về phía Võ Tinh Nhi. Con gái của mình, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ ra thì chẳng có điểm như giống như thiếu nữ, rõ ràng giống hệt với một đứa con trai. Bố, con đột nhiên nghĩ ra một cách, nói không chừng có thể giải trừ được đại họa của nhà chúng ta, Võ Tinh Nhi nói với vẻ mặt kích động. Con có cách hư, Võ Thiên Nghiệp không dám tin nhìn Võ Tinh Nhi. Hiện giờ nhà họ Võ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù Võ Tinh Nhi gả cho Lương Cảnh Long cũng sẽ bị người của gia chủ đuổi giết. Ngay cả Võ Thiên Nghiệp cũng không làm gì được, một đứa con gái có thể nghĩ được cách gì chứ? Vâng, thật ra chuyện này không khó, con nghĩ cậu chủ bảo tên họ Tiêu này đến chắc là kế một mũi tên trúng hai đích, Võ Tinh Nhi không khỏi vui mừng ra mặt. Một mũi tên trúng hai đích, sao bố càng nghe càng khó hiểu thế, Võ Thiên Nghiệp khó hiểu hỏi. Bố còn nhớ vua Bắc Lương mà ông Tề nói không? Võ Thiên Nghiệp gật đầu, dù Tề Kính Hào không nói, Võ Thiên Nghiệp cũng đã nghe quen với ba chữ vua Bắc Lương này rồi. Anh ta và Tiêu Chính Văn đều họ Tiêu, hơn nữa ngoài lãnh thổ chúng ta không có mấy ai từng gặp Tiêu Chính Văn thật cả, Vinh Thành chúng ta càng không có. Bố nói xem nếu bảo anh ta giả mạo vua Bắc Lương thì sẽ thế nào? Võ Tinh Nhi vui mừng nói. Ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy ý nghĩ này quả thật xuất sắc. Một người mà chưa ai từng gặp bao giờ, tìm ai đó giả danh cũng sẽ không bị phát hiện. Huống gì Tiêu Thiên Sách đến từ thế tục, ngay cả Tề Kính Hào cũng biết chuyện này, thế thì càng tốt. Ôi, nghe thế mắt Võ Thiên Nghiệp cũng lóe sáng, nhưng chẳng mấy chốc ông ta lại trầm ngâm suy nghĩ. Bố, còn gì phải do dự, chị nói rất có lý. Đúng lúc này, Võ Học Tư cũng bước vào phòng sách. Vừa rồi anh ta đã đứng ngoài cửa nghe được những lời Võ Tinh Nhi nói, đồng thời cũng khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thổ có mấy ai gặp được Tiêu Chính Văn chứ. Ngây thơ! Võ Thiên Nghiệp trầm ngâm một hồi bỗng lạnh lùng trách móc, các con có biết mấy chữ Tiêu Chính Văn có nghĩa là gì không? Nếu chúng ta là gia chủ, không phải là một nhánh trong gia tộc thì không ai nghi ngờ gì tin tức này, nhưng chúng ta lại chỉ là một nhánh của nhà họ Võ thôi. Với thân phận của Tiêu Chính Văn, chạy đến trấn giữ ở nhà chúng ta, con tin điều này không? Võ Thiên Nghiệp có thể ngồi lên vị trí gia chủ dĩ nhiên sẽ không giống Võ Tinh Nhi, muốn làm gì thì làm. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã rất nổi tiếng ở ngoài lãnh thổ, nhắc đến ba chữ vua Bắc Lương, cả ngoài lãnh thổ ít nhất là thế hệ trẻ ai nấy cũng đều kính ngưỡng. Người như thế sao có thể chạy đến ở trong một chi của gia tộc, có làm khách cũng không đến lượt họ. Bố! Con lại không nghĩ thế, dù biết rõ anh ta là giả, ai dám kiểm chứng. Ngay cả Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư cũng đã thất bại dưới tay anh ta, cả Vinh Thành này có mấy ai dám đến thử xem bản lĩnh của anh ta chứ? Ngoài người chán sống ra. Võ Học Tư cực kỳ tự tin nói. Nghe thế Võ Thiên Nghiệp híp mắt nhìn chằm chằm vào một góc, lại rơi vào trầm tư lần nữa. Thật ra Võ Học Tư nói cũng rất có lý, Tiêu Chính Văn danh tiếng lừng lẫy. Giết được Tư Mã Lôi, thậm chí còn không để lại thi thể, ai dám ra tay với Tiêu Chính Văn. Trừ khi đối phương ăn gan hùm mật gấu. Dù có nghi ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi. Lời nói dối nói hàng ngàn lần cũng thành lời nói thật. Bố, Học Tư nói đúng đấy, ai dám kiểm chứng? Tề Kính Hào dám sao? Lương Cảnh Long dám à? Có cho họ 10 lá gan cũng không dám, Võ Tinh Nhi cũng ở một bên dục. Thế, Tiêu Chính Văn tại sao lại chạy đến nhà chúng ta mà không phải đến chỗ gia chủ? Phải có lời giải thích hợp lý chứ, lúc này Võ Thiên Nghiệp cũng đã bị hai chị em Võ Tinh Nhi thuyết phục. Hễ là chuyện gì cũng có nhân có quả,
một nhân vật tầm cỡ như Tiêu Chính Văn không có lý do phải đến nhà họ Võ, sao có thể xuất hiện ở Vinh Thành. Chuyện này, Võ Học Tư vò đầu hồi lâu, đúng là không bịa ra được cái cớ hợp lý. Thật ra đã có sẵn lời giải thích rồi. Nói đến đây, Võ Tinh Nhi đỏ mặt, mắt rủ xuống hơi ngượng. Lý do gì, con mau nói đi. Võ Thiên Nghiệp ngẩng đầu nhìn Võ Tinh Nhi dục. Có thể nói anh ta là vì đến xin hỏi cưới, nói đến đây, mặt Võ Tinh Nhi càng đỏ hơn, hệt như một quả táo. Hả, Võ Thiên Nghiệp nhìn kỹ lại con gái mình, vừa nhìn vừa gật gù. Với một cô gái xinh đẹp sắc nước hương trời như Võ Tinh Nhi, quả thật có thể để Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ một chuyến. Dù sao từ xưa đến nay anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng nếu nói thế thật thì con và Tiêu Thiên Sách e là phải diễn kịch, đến lúc đó phải giải thích thế nào với bên ngoài. Nếu kết hôn thật với Tiêu Thiên Sách, con có cam lòng gả cho một người bình thường không? Bái thiên địa rồi là không còn cơ hội hối hận đâu. Võ Thiên Nghiệp nghiêm túc nói. Đây đúng là kế sách hay nhưng ông ta cũng không muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình, gả cho một người bình thường xem như cả đời nó phải hối hận. Gả thì gả thôi. Võ Tinh Nhi siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, con thà gả cho một người bình thường, sống một cuộc sống an nhàn còn hơn gả cho Lương Cảnh Long. Chị, bố, hai người đợi chút. Võ Học Tư bước đến cười hê hê nói, thật ra chúng ta cũng không cần phải vừa bắt đầu đã công bố tin tức này ra, khi nào bất đắc dĩ quá chúng ta lại lấy tin tức này để áp đảo mọi người là được. Còn kết hôn gì đó, con nghĩ cũng có thể treo đèn nhưng không tổ chức hôn sự. Dù sao nhà họ Võ chúng ta tổ chức tiệc, mời ai không mời ai còn không phải do nhà chúng ta quyết định sao? Chỉ cần anh Tiêu không cản đường chúng ta thì mọi chuyện đều thuận lợi. Võ Học Tư nói. Nói hay lắm, như thế chúng ta xem như đã chọc vào nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng, không phải là gia tộc nhánh chính ở Vinh Thành mà là gia chủ của hai gia tộc lớn. Kế sách này cũng là con dao hai lưỡi, phúc họa đều có cả. Võ Thiên Nghiệp lại lo lắng nói. Tiêu Chính Văn đã giết mấy đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong thế hệ trẻ của nhà họ Tư Mã, hơn nữa gần như tiêu diệt căn cơ trong thế tục của nhà họ Khổng, có thể nói bản thân Tiêu Chính Văn là người có quá nhiều rắc rối. Mặc dù kế của Võ Tinh Nhi có thể làm nhà họ Võ tạm thời giải quyết tình hình cấp bách nhưng hậu quả khó lường. Bố, chúng ta còn lựa chọn nào khác à? Nếu không đi nước này, chúng ta không còn đường sống, chị không gả cho Lương Cảnh Long. Bích Hà Cung chắc chắn sẽ liều với nhà họ Võ chúng ta. Có 10 nhà họ Võ cũng không thể đấu lại với Bích Hà Cung. Nhưng dù chỉ con gả cho Lương Cảnh Long, giả chủ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cách nào cũng đều là chết, chỉ bằng thử một phen, Võ Học Tư kiên định nói. Bây giờ nhà họ Võ đã đến ranh giới sinh tử rồi, nếu không qua được cửa ải trước mắt thì còn nói gì đến sau này? Ừ, nói cũng có lý. Võ Thiên Nghiệp đứng lên đi qua đi lại, vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa gật gù. Lúc này nhà họ Võ đã đến mức tiến thoái lưỡng nan, dù có nói dối động trời cũng là cách bất đắc dĩ. Còn sau này cũng chỉ đành đi một bước xem xét một bước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nhưng các con có từng nghĩ cho Tiêu Thiên Sách chưa? Võ Thiên Nghiệp quay đầu lại nhìn hai chị em. Trong chuyện này Tiêu Chính Văn mới là người vô tội nhất. Mặc dù không biết tại sao Võ Anh Hào lại đưa anh vào ngoài lãnh thổ nhưng anh mới đến lần đầu mà đã chọc phải rắc rối vì chuyện riêng của nhà họ Võ, Võ Thiên Nghiệp vẫn có chút không nhẫn tâm. Chuyện này, nói rồi Võ Học Tư quay sang nhìn Võ Tinh Nhi nháy mắt. Võ Tinh Nhi liếm môi, thật ra cô ta cũng chưa từng suy xét đến vấn đề cậu Tiêu Chính Văn, chỉ muốn giúp nhà họ Võ vượt qua cửa ải khó khăn này. Phải có lời giải thích với Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể ép người ta, nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều sẽ xem cậu ta như cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ trừ khử cậu ta. Mặc dù nhà họ Võ chúng ta có thực lực không kém, nhưng không thể làm chuyện tiểu nhân như thế. Võ Thiên Nghiệp nghiêm nghị nói. Chỉ cần anh ta đồng ý giúp nhà họ Võ, con sẽ gả cho anh ta, dù có động phòng cùng anh ta, con cũng sẵn lòng. Đây xem như là nói rõ cho anh ta nhỉ. Võ Tinh Nhi trầm tư hồi lâu bỗng nói. Chị, sao có thể được, chị hy sinh quá lớn, không để Võ Thiên Nghiệp lên tiếng, Võ Học Tư nói. Mặc dù anh ta có ấn tượng khá tốt với Tiêu Chính Văn, nhưng dù thế nào cũng không thể để chị ruột của mình gả cho một người bình thường. Huống gì với nhan sắc xinh đẹp nhất Vinh Thành của Võ Tinh Nhi,
không cần tốn sức vẫn có thể tìm một người chồng như ý. Đừng ai khuyên con nữa, con đi tìm Tiêu Thiên Sách để hỏi anh ta đây, nói rồi Võ Tinh Nhi xoay người đi ra ngoài. Chị, Võ Học Tư vừa muốn đuổi theo lại bị Võ Thiên Nghiệp ngăn lại. Thôi vậy, cứ để nó đi đi, có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng của nhà họ Võ rồi, Võ Thiên Nghiệp xua tay với Võ Học Tư. Nhưng, chị con, không nhưng nhị gì hết, Học Tư à, con phải biết rõ nếu Tiêu Thiên Sách đồng ý thì có nghĩa là xả thân cùng quân tử, dù cậu ta là một người bình thường, chỉ với nghĩa khí này thôi cũng đã khiến người khác bái phục rồi. Tinh Nhi gả cho người như vậy không chịu thiệt. Võ Học Tư nhìn Võ Thiên Nghiệp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói. Võ Thiên Nghiệp nói không sai, dù bảo vệ được nhà họ Võ thì sau này người tên Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị mấy gia tộc lớn bày mưu tính kế. Nếu anh ta đúng là Tiêu Chính Văn thì dĩ nhiên không sao, vốn dĩ đó là thù oán giữa Tiêu Chính Văn và mấy gia tộc lớn. Nhưng dù sao đối phương cũng không phải là Tiêu Chính Văn, nếu anh ta đồng ý có nghĩa là đã hại anh ta. Với nhan sắc của Võ Tinh Nhi, cúi mình gả cho anh ta cũng xem như là một lý do cam chịu sẵn sàng chết cho đối phương. Nghĩ đến đây, Võ Học Tư không khỏi cảm thấy hổ thẹn, vừa cảm thấy có lỗi với chị, vừa cảm thấy có lỗi với Tiêu Chính Văn. Con cũng đừng có mà nhàn rỗi như thế, nhanh chóng đi dặn dò người giúp việc chuẩn bị những đồ vật cần thiết cho chị con, chỉ cần giải quyết xong chuyện của nhà họ Võ thì lập tức nghĩ cách đưa chúng về thế tục. Để tránh đêm dài lắm mộng, ăn cây táo rào cây sung. Võ Thiên Nghiệp trầm ngâm một lúc rồi dặn dò Võ Học Tư. Bố, ý bố là để chị và anh Tiêu quay về thế tục sống cuộc sống của người bình thường à, sắc mặt Võ Học Tư khá khó coi. Nhưng ngoài thế cậu ta cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu không thì còn thế nào? Lẽ nào muốn nhìn chị con còn trẻ mà phải góa chồng sao? Võ Thiên Nghiệp trầm giọng nói. Vâng, con đi sắp xếp, nói rồi Võ Học Tư xoay người chạy ra khỏi phòng sách. Sau khi suy đi tính lại, Võ Thiên Nghiệp nghĩ chuyện liên quan đến sống chết của nhà họ Võ mà để con gái một mình đi nói chuyện với Tiêu Chính Văn hơi không thích hợp, lúc này mới nhanh chóng chạy đến nhà ngang. Võ Tinh Nhi đứng ở trước cửa phòng Tiêu Chính Văn do dự một hồi mới lấy hết can đảm gõ cửa, vừa định gõ cửa thì phía sau bỗng có tiếng bước chân của Võ Thiên Nghiệp. Bố, sao bố cũng đến thế, Võ Tinh Nhi đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi. Bố suy đi tính lại, chuyện này vẫn nên để bố tự mình nói với cậu Tiêu, một đứa con gái như con nói mấy lời này không hợp. Nói rồi Võ Thiên Nghiệp bước vào nhà ngang. Lúc này Tiêu Chính Văn vừa pha xong một ấm trà. Vừa thưởng thức trà vừa thầm tính toán xem rốt cuộc Khổng Tề Thiên có xuất hiện ở Vinh Thành hay không. Cậu Tiêu, thật ngại quá, đã muộn thế này rồi mà còn chạy đến làm phiền cậu nghỉ ngơi, Võ Thiên Nghiệp nói, sau đó chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Gia chủ Võ, không biết các ông, Tiêu Chính Văn nhìn Võ Tinh Nhi đầy vẻ xấu hổ đứng phía sau ông ta. Thật ra Tiêu Chính Văn có ấn tượng khá tốt với nhà họ Võ, bất kể là Võ Anh Hào hay Võ Học Tư. Võ Tinh Nhi đều là người thật thà, chân thành. Hơn nữa người nhà họ Võ rất khí phách, có chút phong thái của nữ đế năm đó. Xuất thân từ quân nhân nên Tiêu Chính Văn cực kỳ không thích những người giả dối, càng không khinh bỉ những người chỉ biết ỷ vào quyền thế. Tính cách ngay thẳng của người nhà họ Tiêu cũng rất hợp với phong cách của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, thật ra theo lý thì đây là chuyện nhà của nhà họ Võ, không liên quan gì đến cậu Tiêu. Nhưng, quả thật là quá bất đắc dĩ nên mới nghĩ đến việc nhờ cậu Tiêu giúp. Nói rồi Võ Thiên Nghiệp lại cúi người xuống với Tiêu Chính Văn. Gia chủ Võ, với mối quan hệ của tôi và Võ Anh Hào, chúng ta không cần phải khách sáo, có gì muốn nói cứ nói, không cần ngại, Tiêu Chính Văn sảng khoái nói. Cậu Tiêu, nghĩ chắc cậu cũng biết đấy, bây giờ nhà họ Võ đang có trăm mối tơ vò, tiến thoái lưỡng nan, sở dĩ tôi làm thế cũng là bất đắc dĩ. Tôi muốn nhờ cậu Tiêu, muốn tôi đi tìm Bích Hà Cung hay là giết Lương Cảnh Long, Tiêu Chính Văn nói. Chuyện này không đến nỗi thế, tôi chỉ nghĩ cậu Tiêu là người có tính phóng khoáng, có vài phần tương đồng với vua Bắc Lương được truyền tai nhau ở thế tục. Thế nên mong cậu Tiêu có thể giả danh vua Bắc Lương, nói đến đây Võ Thiên Nghiệp cũng hơi xấu hổ. Dù sao với nhà họ Võ, giả danh người khác, bảo vệ an nguy cho chính mình chẳng khác nào tiểu nhân. Hơn nữa Tiêu Chính Văn vốn dĩ đến từ thế tục, nhà họ Võ bảo anh giả mạo vua Bắc Lương, không chừng sẽ bị đối phương cực lực phản đối và khinh thường.
Suy cho cùng vua Bắc Lương có danh tiếng cực kỳ tốt, không ai có thể sánh được ở thế tục. Ồ, ý của gia chủ Võ là, bảo tôi giả mạo vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn ư? Tiêu Chính Văn suýt nữa không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời của anh có người bảo anh giả mạo bản thân mình. Anh Tiêu, hay nghe tôi nói. Thấy nét mặt Tiêu Chính Văn dường như hiện lên ý cười khác lạ, Võ Tinh Nhi không đợi Võ Thiên Nghiệp nói đã vội vàng giành nói trước, tôi thà chết cũng không muốn gả cho tên khốn nạn Lương Cảnh Long. Thế nên, Võ Tinh Nhi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, thế nên chỉ cần anh đồng ý cứu nhà họ Võ tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi sẵn lòng làm vợ anh Tiêu, xin anh Tiêu hãy cứu nhà họ Võ tôi. Nói rồi Võ Tinh Nhi bỗng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Cô làm gì thế, mau đứng lên. Hành động của Võ Tinh Nhi khiến Tiêu Chính Văn rất bất ngờ, vội bước đến đỡ cô ta dậy. Cậu Tiêu, xin cậu hãy cứu lấy hàng trăm tính mạng của nhà họ Võ. Bên này vẫn không đợi Tiêu Chính Văn đỡ Võ Tinh Nhi đứng lên, Võ Thiên Nghiệp cũng quỳ xuống. Hai người làm gì thế? Mau đứng lên, tôi đồng ý là được rồi mà. Tiêu Chính Văn vội đỡ hai bố con đứng lên. Cậu nói đồng ý là thật sao? Cậu Tiêu, chuyện này không đơn giản đâu, không biết cậu đã nghe nói đến trận chiến Thánh Huyết Đế Tuấn lần này chưa? Vua Bắc Lương đã giết Tư Mã Lôi, làm Quảng Lăng Tử, Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư bị thương nặng, gần như nhổ hết gốc rễ ở thế tục của nhà họ Khổng. Thế nên giả làm vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cậu Tiêu phải cân nhắc thật cẩn thận. Võ Thiên Nghiệp kéo tay Tiêu Chính Văn thận trọng nói. Ha ha, Tiêu Chính Văn bật cười, tôi nói này gia chủ Võ, rốt cuộc ông muốn tôi phải thế nào? Một chốc lại bảo tôi giả làm vua Bắc Lương, chốc thì nói với tôi rằng giả mạo thân phận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không biết tôi nên làm thế nào mới có thể khiến gia chủ Võ yên tâm? Ôi, chuyện này... Võ Thiên Nghiệp đỏ bừng mặt khi nghe Tiêu Chính Văn nói thế, cậu Tiêu, không giấu gì cậu, tôi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Chuyện này liên quan đến tính mạng cả gia tộc nhà họ Võ, nhưng tôi quả thật không thể trơ mắt nhìn cậu Tiêu lâm vào nguy hiểm. Tôi, thấy khuôn mặt đầy vẻ hổ thẹn của Võ Thiên Nghiệp, Tiêu Chính Văn cười nói, gia chủ Võ không cần nói nữa, tôi hiểu tâm ý của ông, chẳng phải là giả làm Tiêu Chính Văn thôi sao? Chuyện này dễ, tôi đồng ý với ông là được rồi. Giả mạo bản thân mình, Tiêu Chính Văn có gì phải sợ chứ? Sở dĩ anh lấy tên giả Tiêu Thiên Sách chẳng qua là không muốn phô trương quá mức, nếu chuyện đã phát triển đến mức này, có khiêm tốn hay không đã không còn quan trọng với Tiêu Chính Văn nữa. Cậu Tiêu, nhà họ Võ sẽ khắc cốt ghi tâm công ơn này của cậu, hơn nữa tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần giải quyết được chuyện của nhà họ Võ, tôi lập tức đưa cậu và con gái tôi quay về thế tục. Tuyệt đối sẽ không để cậu Tiêu gặp nguy hiểm. Nói rồi Võ Thiên Nghiệp cúi người xuống với Tiêu Chính Văn. Không sao, sống chết có số, phú quý do trời, gia chủ Võ không cần phải lo lắng cho tôi. Kể cả xét về mối quan hệ với Võ Anh Hào, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện nhà họ Võ như thế. Đôi mắt Tiêu Chính Văn sâu thẳm, trong đầu lập tức nhớ đến nụ cười khác thường với mình của Võ Anh Hào lúc mình sắp đi. Xem ra chắc là Võ Anh Hào đã thầm tính toán chuyện này từ lâu rồi. Anh ta biết rõ Võ Thiên Nghiệp đã không còn đường lui nên mới đưa mình đến Vinh Thành, còn đặc biệt bảo Võ Học Tư đón mình đến nhà họ Võ. Dù không cần Võ Anh Hào nhắc, Võ Thiên Nghiệp cũng sẽ nghĩ đến việc chỉ có khi kết hôn với mình, sau đó bảo mình giả mạo thân phận vua Bắc Lương mới có thể giải quyết mối nguy. Đồng thời nhà họ Võ cũng có thể ung dung chính thức kết thông gia với Tiêu Chính Văn, hoàn toàn trói buộc Tiêu Chính Văn vào chiến tuyến của nhà họ Võ. Xuất phát từ lòng kính trọng với nữ đế, Tiêu Chính Văn mới không nói toạc ra chuyện này ngay từ đầu, càng không trở mặt với nhà họ Võ. Cảm ơn cậu Tiêu, Võ Thiên Nghiệp chắp tay lại nói cảm ơn. Ừ, thông báo tin tức vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đang ở tại nhà họ Võ ra ngoài đi, tránh đêm dài lắm mộng, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tin tức Tiêu Chính Văn đều nhà họ Võ ở Vinh Thành chẳng mấy chốc đã truyền ra cả Vinh Thành. Mặc dù Vinh Thành không được xem là thành phố lớn ở ngoài lãnh thổ nhưng rất rộng, có thể so sánh với một tỉnh ở thế tục. Lúc này trung tâm một thành cổ ở phía đông nam Vinh Thành có một tòa cung điện cổ nguy nga. Trong điện phụ của tòa cung điện này có một người thanh niên ăn mặc như công tử thời cổ đại đang ôm một người đẹp tuyệt sắc, hai tay ôm cái eo thon gọn của hai cô gái xinh đẹp, vừa thưởng thức rượu.
Thiếu cung chủ, uống thêm chút nữa đi, một cô gái xinh đẹp quyến rũ nâng ly để bên miệng Lương Cảnh Long. Ừ, khá lắm, ôm người đẹp thì rượu cũng ngon hơn, Lương Cảnh Long lướt nhìn cơ thể người phụ nữ, thi thoảng còn động tay động chân. Nhưng mấy cô gái này lại tỏ ra khá nghe lời, cả người ưỡn ẹo dựa vào người Lương Cảnh Long như người không xương, để mặc cho hắn tùy ý ngắt hái. Cảnh tượng khó coi như thế đã không còn xa lạ gì ở trong Bích Hà Cung nữa rồi. Cảnh Long, bảo họ ra ngoài đi. Ngay khi Lương Cảnh Long định giơ súng ra trận thì một ông lão mặc đồ trắng chậm rãi bước vào trong đại điện. Sư phụ, Lương Cảnh Long sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay với mấy cô gái trẻ tỏ ý họ lập tức đi ra ngoài. Sao thế thầy, đã xảy ra chuyện gì ạ? Lương Cảnh Long vừa nói vừa chỉnh sửa lại quần áo. Chuyện chúng ta muốn kết thông gia với nhà họ Võ hình như không được thuận lợi cho lắm, ông lão nhíu mày nói. Gì cơ, Lương Cảnh Long bĩu môi, buồn bực nói, lẽ nào nhà họ Võ còn dám phản kháng lại ý của Bích Hà Cung sao? Nhà họ Võ có tài đức gì mà dám làm trái ý của Bích Hà Cung ở địa phận Vinh Thành này chứ? Chẳng phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Nếu nhà họ Võ dám nói nửa chữ không, một mình đệ tử sẽ diệt hết cả nhà họ Võ. Lương Cảnh Long tràn đầy tự tin hừ một tiếng. Mặc dù so với mấy người Khổng Thiên Tường và Khổng Tề Thiên, hắn có thể chỉ là một tên thấp kém, nhưng đối mặt với một gia tộc không có nổi cao thủ cảnh giới nhân vương canh giữ thì hắn rất chắc chắn có thể hạ gục. Hơn nữa lần này vì tranh giành thánh huyết đế tuấn mà ngay cả nhà họ Tư Mã, nhà họ Khổng và nhà họ Võ đã làm loạn đến mức căng thẳng, không thể ra mặt giúp đỡ. Cùng lúc chèn ép nhà họ Võ cũng có thể làm cho các gia tộc ở Vinh Thành biết rõ làm trái ý của Bích Hà Cung sẽ có kết cục thế nào. Chuyện này không liên quan đến nhà họ Võ, mà là Tiêu Chính Văn ở thế tục đã đến Vinh Thành rồi, còn đặc biệt đến xin hỏi cưới, người Tiêu Chính Văn định cưới là Võ Tinh Nhi. Ông lão nghiêm túc nói, nếu nhà họ Võ dám đơn phương từ chối Bích Hà Cung thì không đến lượt Lương Cảnh Long ra mặt đe dọa, ông lão phái bừa một đệ tử cũng có thể hỏi tội nhà họ Võ. Cần gì phải để đại đệ tử của ông ta đích thân đến đó chứ? Nhưng chuyện này liên quan đến Tiêu Chính Văn thì không thể không quan tâm. Ngộ nhỡ người đến nhà họ Võ lần này là Tiêu Chính Văn thật thì Bích Hà Cung không dám làm bừa. Thật ra ông lão cũng chỉ mới ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2 mà thôi, đừng thấy Tiêu Chính Văn chỉ mới là nhân vương cấp 5 mà lầm, anh có thể giết được Tư Mã Lôi đấy. Phải biết sức chiến đấu của Tư Mã Lôi đáng kinh ngạc đến mức nào. Nhân hoàng cấp 2 cũng không đỡ được 3 chiêu của hắn. Đây là phép tính đơn giản về sức chiến đấu, người có thể giết được Tư Mã Lôi thì cũng có thể giết được ông ta một cách dễ dàng. Cái gì, Tiêu Chính Văn, thầy ơi, ý thầy là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đó chạy đến nhà họ Võ xin hỏi cưới á, Lương Cảnh Long nhíu mày hỏi. Hắn đã từng đến thế tục, hơn nữa còn biết Tiêu Chính Văn đã có vợ. Vợ anh ta chính là chủ tịch tập đoàn Vi Nhan, tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hoa Quốc. Người phụ nữ tên Khương Vi Nhan đó còn sinh cho Tiêu Chính Văn 2 đứa con, sao Tiêu Chính Văn có thể chạy đến nhà họ Võ xin cưới hỏi được? Trên thế giới này còn mấy vua Bắc Lương nữa chứ? Dĩ nhiên là Tiêu Chính Văn ở thế tục rồi. Ông lão liếc nhìn Lương Cảnh Long. Bây giờ cả Vinh Thành đều đang bàn tán về chuyện này, Lương Cảnh Long là đương sự mà lại không biết gì cả. Cũng may Bích Hà Cung vẫn chưa giao cho hắn, nếu không ngay cả việc Bích Hà Cung bị hủy diệt thế nào hắn cũng không biết. Người như Tiêu Chính Văn cho dù đi đến đâu cũng phải chú ý mới được. Chương 3630 mặc dù xuất thân từ thế tục, nhưng những hành động từ trước đến nay của Tiêu Chính Văn quá mức làm người khác kinh ngạc. Đầu tiên là giết cao thủ ngoài lãnh thổ mà Thiên Đạo Minh ước cử đến để tiêu diệt Hoa Quốc, sau đó lại liên tiếp giết rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ. Gần đây nhất mấy người Triệu Kế Hồng đã bị Tiêu Chính Văn vả mặt. Nhưng các thế lực ở ngoài lãnh thổ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này, không lâu sau lại truyền đến tin tức động trời, Tư Mã Lôi thiên tài trong thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên luân hồi 5 lần của nhà họ Khổng bại trận, bị thương nặng. Càng ngạc nhiên hơn là Quảng Lăng Tử cũng bị mất cả cây giáo bá vương. Trước tiên không nói Tư Mã Lôi, Khổng Tề Thiên cũng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong thế hệ trẻ ở ngoài lãnh thổ. Mặc dù vẫn luôn lấy cảnh giới ra để chèn ép nhân vương cấp 5, nhưng sức chiến đấu quả thật là đáng sợ, ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 cũng không đỡ nổi 3 chiêu của ông ta.
Còn Quảng Lăng Tử là một trong 7 đệ tử của Huệ Mi, hơn nữa lại có cây giáo bá vương, sức chiến đấu không thua kém gì Khổng Tề Thiên. Còn Tư Mã Lôi thì càng không phải nói, ở ngoài lãnh thổ có thể cách không khí giết chết mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Thầy ơi, em có chuyện muốn nói, Tiêu Chính Văn ở thế tục đã có vợ từ lâu rồi, hơn nữa còn có 2 đứa con, sao có thể vô duyên vô cơ chạy đến hỏi xin cưới Võ Tinh Nhi được. Ở đây chắc chắn có âm mưu gì đó, theo đệ tử thấy 80-90% là nhà họ Võ đang mượn cớ mà thôi. Lương Cảnh Long biện minh. Hắn không cam lòng để nhà họ Võ truyền ra tin đồn như thế, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng nếu đối phương là Tiêu Chính Văn thật thì có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám chọc vào. Bất kể chuyện này là thật hay giả đều không thể xem nhẹ, Bích Hà Cung tuyệt đối không thể gây thù với tên họ Tiêu kia được, ông lão kiên định nói. Bích Hà Cung không chọc nổi người như Tiêu Chính Văn, cũng không muốn chọc vào, nhưng cũng sẽ không thông đồng với Tiêu Chính Văn. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng có quá nhiều kẻ thù, chắc chắn không thể đi quá xa. Thế nên cách tốt nhất là cách xa Tiêu Chính Văn, cách ly mọi thứ, mọi chuyện và những người liên quan đến anh. Thầy à, con cứ cảm thấy dù Tiêu Chính Văn vào ngoài lãnh thổ cũng sẽ được Võ Anh Hào mời đến nhà chính của nhà họ Võ chứ, không thể nào sắp xếp cho hắn đến một nhánh phụ của nhà họ Võ được. Thế nên đệ tử vẫn muốn đích thân đến đó chứng thực chuyện này. Dù thế nào đệ tử cũng từng gặp được Tiêu Chính Văn rồi, Lương Cảnh Long vẫn không từ bỏ ý định nói. Lương Cảnh Long vừa dứt lời, chỉ thấy ánh sao lóe lên bầu trời, mà vì sao không bờ này đều phát ra từ trong một tòa cung điện cực lớn lơ lửng giữa bầu trời. Nơi đó chính là Thiên Cung Bắc Cực. Tin tức Tiêu Chính Văn đi vào ngoài lãnh thổ đã đến Thiên Cung Bắc Cực. Chương 3631 lúc này cả Vinh Thành đều chấn động bởi cảnh tượng này. Hiển nhiên Thiên Cung Bắc Cực cũng đang chú ý đến Tiêu Chính Văn, đồng thời cũng để ý đến từng hành động của nhà họ Võ. Võ Tinh Nhi nói không sai chút nào, chỉ là tin tức vua Bắc Lương đến nhà họ Võ thôi cũng đã thu hút rất nhiều thế lực ở cả Vinh Thành. Đừng nói là Bích Hà Cung, ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng tập trung sự chú ý vào Vinh Thành. Dù sao bây giờ Tiêu Chính Văn đã rất nổi danh mà mối quan hệ giữa Thiên Cung Bắc Cực với Tiêu Chính Văn lại cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là Thiên Minh Tử chết trong tay Tiêu Chính Văn, sau đó Trần Nguyệt Nhi kết thân với Tiêu Chính Văn. Lúc này tin tức Tiêu Chính Văn đã đến ngoài lãnh thổ càng thu hút sự xem trọng của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa nhà họ Chu, nhà họ Triệu, Hoàng tộc Lý Đường cũng đều cử một số người đến Vinh Thành. Chỉ trong thời gian ngắn, Vinh Thành đã trở thành thành phố được chú ý nhất ở phía Tây Nam khu vực phía Đông, còn nhà họ Võ cũng rơi vào trong tầm ngắm của các thế lực. Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ thật à, Trần Nguyệt Nhi không dám tin vào tai mình. Từ sau lần tạm biệt Tiêu Chính Văn, Trần Nguyệt Nhi lúc nào cũng nhớ đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí đến cả cô ta cũng không biết rõ cảm giác này là gì. Nhưng khi nghe nói Tiêu Chính Văn đích thân đến để xin hỏi cưới Võ Tinh Nhi, cô ta không khỏi nổi giận, hừ. Đúng là nói năng bậy bạ. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ, cái loại người phàm tục như Võ Tinh Nhi mà cũng xứng sao. Mấy sư muội bên cạnh Trần Nguyệt Nhi cũng giật mình khi cô ta bỗng nhiên nổi giận. Sư tỷ Nguyệt Nhi, chị làm sao thế? Nghe các sư muội hỏi thế, Trần Nguyệt Nhi mới để ý mình vừa mất khống chế. Ở một bên khác, trong Cửu Lê Huyền Cung, một ông lão tóc bạc bỗng mở mắt ra, ngay tức khắc một luồng khí tức đáng sợ bao trùm xung quanh. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn đó dám tự chui đầu vào lưới à, ánh mắt ông lão toát ra sát khí nói. Lúc này, trên người ông cụ cũng dần xuất hiện khí vận của đế vương. Cửu Lê Cung vốn dĩ bắt nguồn từ dòng dõi Sivu, vậy nên cũng lưu truyền khí vận đế vương của Sivu. Chỉ là so với khí vận đế vương thông thường thì khí vận đế vương của Cửu Lê Cung mang theo một cỗ sức mạnh ma mị. Ở trước mặt cụ ta đang có mười mấy nam thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, một nam thanh niên trong số đó ngẩng đầu lên, dè dặt nói, cung chủ, trước mắt đây chỉ là một tin đồn mà thôi. Tiêu Chính Văn có thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ rồi hay không vẫn cần đợi kiểm chứng. Quỳ bên dưới bậc thềm đều là đệ tử của Cửu Lê Cung, gần như ai ai cũng xuất thân từ hoàng tộc. Cửu Lê Cung chỉ thu nạp con cháu hoàng tộc chính là để một ngày nào đó có thể sửa lại bản án xử sai cho ma thần thượng cổ Sivu. Vậy nên những đệ tử này của Cửu Lê Cung mặc dù trước khi tới Cửu Lê Cung đều là những đứa con bị các thế gia hoàng tộc lớn ruồng bỏ,
thế nhưng sau khi được Cửu Lê Cung chuyên tâm bồi dưỡng, dần dần đều trở thành trụ cột vững vàng của các thế gia hoàng tộc lớn. Tư Mã Lôi bị Tiêu Chính Văn giết khi trước chính là một ví dụ điển hình. Chương 3632 hừ, mấy người lập tức điều người đi điều tra triệt để chuyện này, chỉ cần Tiêu Chính Văn dám đặt chân tới vùng ngoài lãnh thổ, tôi nhất định sẽ lấy đầu cậu ta, trong mắt ông cụ ngập tràn sát khí. Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ báo mối thù của sư huynh Tư Mã Lôi. Chỉ cần tên Tiêu Chính Văn đó tới vùng ngoài lãnh thổ, không cần sư tôn đích thân ra tay, chúng con sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn phải giải máu khắp Vinh Thành. Cả đám đệ tử đồng thanh nói. Mà lúc này, ở trong Thiên Cung Bắc Cực, một người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi bên trên ngọn núi chính nhìn về phía Vân Hải mênh mông ở nơi xa xôi. Ở trước mặt ông ta có bày một bàn cờ, trên bàn cờ, quân cờ hai màu trắng đen đã xếp kín quá nửa. Bên phía Cửu Lê Cung dường như cũng có hành động rồi, có điều một tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé đã có thể khiến cho ông cụ Cửu Lê động chân khí, đúng thật là chuyện bé xé ra to. Trên mặt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra vẻ khinh thường. Cung chủ, Tiêu Chính Văn giết chết Tư Mã Lôi của Cửu Lê Cung. Hơn nữa còn lấy một địch ba, đánh bại Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử, hai người bọn họ hiện tại cũng bị trọng thương rồi. Theo tôi được biết, cây giáo bá vương của Quảng Lăng Tử cũng bị thất lạc trong trận chiến này, 90% là do Tiêu Chính Văn chiếm được. Một đệ tử mặc đồ trắng đứng bên cạnh nhỏ tiếng nói. Ừ, tôi đã nghe nói tới chuyện này lâu rồi. Người đàn ông mặc đồ trắng khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ông ta cũng vẫn luôn chú ý tới tất cả mọi chuyện phát sinh trong thế tục. Sau khi Thiên Minh Tử chết, Thiên Cung Bắc Cực của chúng ta chưa từng xảy ra xung đột gì với Tiêu Chính Văn nhỉ. Người đàn ông mặc đồ trắng cầm một quân cờ trong tay, trầm giọng nói. Không có, từ sau khi Thiên Minh Tử chết, chỉ có Trần Nguyệt Nhi là từng có qua lại với Tiêu Chính Văn, có điều Trần Nguyệt Nhi chỉ đang kết giao Tiêu Chính Văn chứ chưa động gì tới cậu ta. Nói tới đây, người đàn ông đồ trắng nhíu mày nói, cung chủ, ý của ông là chúng ta đường đường là Thiên Cung Bắc Cực lại phải nịnh bợ một kẻ tiểu bối trong thế tục ư. Hừ, người đàn ông mặc đồ trắng lập tức lẩm bẩm hai chữ, nông cạn. Võ Anh Hào thân là người cầm lái tương lai của nhà họ Võ, có quan hệ thân thiết với Tiêu Chính Văn, dù hiện tại cậu ta vẫn chưa nắm giữ đại quyền của nhà họ Võ, thế nhưng một lời nói của cậu ta đã có thể ảnh hưởng tới sự quyết đoán của cả nhà họ Võ rồi. Đắc tội với Tiêu Chính Văn chẳng khác gì đắc tội với nhà họ Võ. Khoảng thời gian gần đây, nhà họ Võ, nhà họ Lý, nhà họ Doanh, nhà họ Hàn, nhà họ Hùng dường như đang toan tính một chuyện lớn động trời. Vào lúc này, ai làm con chim đầu đàn thì đều sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. Đối diện với năm thế gia hoàng tộc lớn, trong đó còn có ba nhà là hoàng tộc thượng cổ Tiên Tần, đừng nói là Thiên Cung Bắc Cực chúng ta, ngay tới nhà họ Khổng cũng cảm thấy đau đầu. Chương 3633 chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, phải nhìn cho sâu rộng mới có thể sống được dài lâu. Sắc mặt người đàn ông mặc đồ trắng u ám, ánh mắt lấp lánh bất định. Còn nữa, người chúng ta cử đi giúp đỡ nhà họ Khổng đã trở về chưa? Người đàn ông mặc đồ trắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, hỏi. Trở về rồi, dường như Tiêu Chính Văn căn bản không có ý truy sát bọn họ, hơn nữa mấy người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên cũng đều bình an trở về vùng ngoài lãnh thổ rồi, chỉ có Quảng Lăng Tử là đánh mất cây giáo bá vương. Thế nhưng chuyện này dường như hơi kỳ quái. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển bất định, nói. Kỳ quái chỗ nào, người đàn ông mặc đồ trắng bình thản hỏi. Tiêu Chính Văn hình như đã giết chết được Tư Mã Lôi chỉ với mấy chiêu, theo lý mà nói, mấy người Khổng Tề Thiên căn bản không có khả năng sống sót trở về. Thế nhưng mấy người này lại bình an trở về vùng ngoài lãnh thổ, chuyện này, đừng nói Tiêu Chính Văn có thể giết chết Tư Mã Lôi, dù là Tư Mã Lôi. Muốn giết mấy người Khổng Tề Thiên thì bọn họ cũng không còn cơ hội sống. Càng không thể từ Hoa Quốc chạy tới cửa ở Âu Lục, sau đó lại bình an trở về vùng ngoài lãnh thổ. Sự việc xảy ra bất thường chắc chắn là do có người nhúng tay vào. Dã tâm của tên Tiêu Chính Văn này rất lớn. Người đàn ông mặc đồ trắng cười lạnh lùng, nói, vậy nên khi mấy người Khổng Tề Thiên vừa trở về vùng ngoài lãnh thổ, tôi đã bảo cậu dặn dò môn hạ không được qua lại quá thân thiết với nhà họ Khổng nữa. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Chính Văn cố ý thả bọn họ đi, thế nhưng tuyệt đối không phải vì sợ mấy thế lực kia mà là đang thả con săn sắt bắt con cá rô. Người đàn ông mặc đồ trắng nói tới đây, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u sắc lạnh.
ý của cung chủ là, giết Khổng Tề Thiên ở thế tục, Tiêu Chính Văn vẫn có lý do để đánh tới vùng ngoài lãnh thổ sao? Một Khổng Tề Thiên đang sống, hơn nữa còn là tội đồ giết người bỏ trốn khỏi thế tục, Tiêu Chính Văn thân là vua Bắc Lương, truy sát tới vùng ngoài lãnh thổ mới danh chính ngôn thuận được. Nếu không thì chẳng phải Tiêu Chính Văn sẽ trở thành thủ phạm giấy nên tranh chấp giữa vùng ngoài lãnh thổ và Hoa Quốc sao? Bọn họ sống thì bọn họ phải gánh lấy tội trạng, bọn họ chết rồi thì chỉ có một mình Tiêu Chính Văn gánh tội mà thôi. Tính toán được đấy, mưu mô ghê thật, thủ đoạn cũng khá. Người đàn ông mặc đồ trắng hít sâu vào một hơi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông sau lưng, lại lên tiếng nói, nếu như mấy người cũng có thể mưu trí được như Tiêu Chính Văn thì tôi cần gì phải ngày ngày lo lắng cho tương lai của Thiên Cung Bắc Cực nữa. Cung chủ dậy phải, là do chúng tôi quá nông cạn rồi, chỉ quan tâm tới lợi ích trước mắt, chưa biết suy nghĩ sâu xa, người đàn ông kia vội vàng cúi đầu xuống. Thành quả mà Tiêu Chính Văn có được hoàn toàn không ăn nhập với tuổi tác của cậu ta, nếu như cậu ta xuất thân từ thế gia hoàng tộc thì người này quá đáng sợ. Trong biểu cảm của người đàn ông mặc đồ trắng cuối cùng cũng khá nghiêm trọng. Chương 3634 mưu lược này, chiến lược này, dù cả vùng ngoài lãnh thổ, ít nhất trong thế hệ thanh niên cũng khó có đối thủ. Có lẽ mấy người Khổng Tề Thiên lúc này vẫn đang cảm thấy tự hào khi sống sót chạy được về vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng lại không hề biết đại họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ nhanh thôi. Ý của cung chủ là chúng ta cũng cần phải lôi kéo Tiêu Chính Văn ư, người đàn ông kia rõ ràng vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện đó thì không cần, chỉ là tôi có cảm giác tên Tiêu Chính Văn này rất có vấn đề. Chỉ đáng tiếc là cậu ta có trăm tính ngàn kế cũng khó mà thoát khỏi vận hạn chết chóc này. Nghe người đàn ông mặc đồ trắng nói tới đây, người đàn ông còn lại nói với vẻ khó hiểu, với bối cảnh của Tiêu Chính Văn, bên phía Vinh Thành có ai dám giết cậu ta? Hoặc là nói, ngay cả người dám động tới cậu ta cũng không tồn tại, cần gì phải lo tới tính mạng cơ chứ? Ha ha, người đàn ông mặc đồ trắng ngửa mặt cười nói, cục diện bên trong này quá sâu, Tiêu Chính Văn không có sự giúp đỡ của nhà họ Võ thì căn bản chẳng thể tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng nhà họ Võ cũng có tính toán riêng của mình. Thân phận của Tiêu Chính Văn lộ ra chắc chắn sẽ bị mấy thế gia lớn liên thủ truy sát. Nếu như cậu ta chết ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy thì cái chết của Tiêu Chính Văn chính là cái cớ để nhà họ Võ khai chiến với mấy thế gia lớn. Nếu như Tiêu Chính Văn không chết, vậy thì bản thân Tiêu Chính Văn sẽ trở thành cái gai ghim trong lòng mấy thế gia lớn. Mượn tay Tiêu Chính Văn để áp chế uy vọng của mấy thế gia lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần dùng tới binh đao đã có thể khiến cho mấy thế gia lớn bị cô lập hoàn toàn. Hẳn mấy thế gia lớn cũng chẳng phải đều là lũ ngu dốt, người thông minh còn có rất nhiều. Vậy nên Tiêu Chính Văn khó mà còn đường sống sót. Chỉ có điều, ngồi một chỗ xem là có lợi nhất đối với Thiên Cung Bắc Cực chúng ta rồi. Một khi giữa bọn họ phân được thắng bại, chúng ta vẫn phải nhanh chóng nhảy vào tranh đoạt thành quả thắng lợi. Người đàn ông mặc đồ trắng nói xong thì đắc ý cười lớn. Lúc này, bên ngoài cửa lớn nhà họ Võ đã tập trung mấy trăm người. Chúng tôi hy vọng được gặp mặt anh Tiêu một lần, yêu cầu này chắc là cũng không thái quá nhỉ. Không sai, chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với thế tục, dẫu sao thì chúng tôi cũng đều là con cháu của Hoa Quốc. Hy vọng nhà họ Võ đừng khiến chúng tôi thất vọng, mau chóng mời anh Tiêu ra gặp mặt. Đám người anh một câu tôi một câu, nhìn giống như đều đang xin gặp Tiêu Chính Văn. Trên thực tế lại là đang chèn ép nhà họ Võ. Từ trong ánh mắt của mấy người này, không khó để nhìn ra chẳng ai trong số bọn họ không phải tới để thăm dò thực hư. Lúc này, Võ Học Tư hoang mang chạy vào trong thư phòng của Võ Thiên Nghiệp, vừa mới bước vào đã sốt sắng nói, bố. Nguy rồi, không ít người ở Vinh Thành sau khi hay tin đã lập tức bao vây lấy nhà họ Võ chúng ta rồi. Hơn nữa bọn họ còn náo loạn muốn gặp Tiêu Chính Văn. Theo con thấy, bọn họ rõ ràng đều không có ý tốt, lỡ như chúng ta không thể giao Tiêu Chính Văn ra, bọn họ rất có khả năng sẽ ra tay tàn độc với nhà họ Võ chúng ta. Chương 3635 bố, chúng ta nên làm thế nào đây? Võ Học Tư sợ tới mức cả người đều run lẩy bẩy. Thấy cả Vinh Thành, thậm chí một nửa thế lực các bên ở Đông Vực đều kinh ngạc trước tin tức Tiêu Chính Văn trấn thủ nhà họ Võ, trong lòng Võ Học Tư vô cùng hoảng hốt. Vốn dĩ nhà họ Võ chỉ muốn mượn tên tuổi của Tiêu Chính Văn để đối phó với Bích Hà Cung, nhưng ai lại ngờ rằng, cái tên Tiêu Chính Văn này lại làm rung chuyển cả một nửa Đông Vực. Bình tĩnh,
Mặc dù chuyện này nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng càng như vậy thì càng phải bình tĩnh. Lúc này, Võ Thiên Nghiệp cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng cái tên Tiêu Chính Văn lại có thể đẩy nhà họ Võ lên đầu sóng ngọn gió. Tình hình bây giờ có thể thấy, nhà họ Võ không còn đường lui nữa, chỉ có thể bất chấp tiến lên mà thôi. Đúng lúc này, một người làm vội vàng chạy vào phòng làm việc, thở gấp nói, bẩm gia chủ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Võ Thiên Nghiệp lập tức tái mét. Thưa gia chủ, thiếu chủ Lý Thế Tích của Minh Nguyệt Các đã đích thân tới Vinh Thành, hơn nữa còn nói sẽ đến nhà họ Võ chúng ta để gặp Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, sắc mặt Võ Thiên Nghiệp lập tức thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế. Lý Thế Tích của Minh Nguyệt Các, nghe thấy cái tên này, trong lòng Võ Thiên Nghiệp cũng thấy hơi sợ hãi. Minh Nguyệt Các được thành lập vào thời nhà Tấn, hơn nữa còn là một trong những thế lực lớn dưới trướng nhà họ Tư Mã. Lý Thế Tích này càng không đơn giản, hắn đã từng đấu với Tư Mã Lôi 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại, mà đó đã là chuyện của hơn 100 năm trước. Đến nay, Lý Thế Tích đã bế quan mấy chục năm, sức chiến đấu cao đến mức ngay cả Tư Mã Lôi cũng khó có thể sánh bằng. Nhân vật lớn này là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Vinh Thành. Đừng nói là nhà họ Võ, cho dù Tư Mã Lôi còn sống, thì cũng phải nể mặt người này vài phần. Hơn nữa, để truyền bá thanh danh, hắn đã từ bỏ cơ hội tranh đoạt Thánh Huyết Đế Tuấn, từ mấy trăm năm trước, hắn đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng. Người như hắn và Tư Mã Lôi, cho dù chỉ có đạt cảnh giới nhân vương cấp 5, vẫn có thể đấu với cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Bây giờ, hắn đã bước vào cảnh giới nhân hoàng, thực lực không ngừng mạnh lên. Bây giờ nhà họ Võ không có nổi một cao thủ cảnh giới nhân vương, sao có thể ngăn nổi cao thủ cảnh giới nhân hoàng đây? Nhưng ông ta còn chưa kịp định thần lại, người làm lại lau mồ hôi nói tiếp, gia chủ, còn một chuyện nữa, con gái lớn của Đại Tần Võ An Quân Bạch Khởi đang phái người gửi thư mời tới. Cái gì? Nghe vậy, mắt Võ Thiên Nghiệp tối sầm lại, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May là có Võ Học Tư đỡ vội nên mới không ngã. Thư mời mà con gái của Võ An Quân Bạch Khởi gửi tới chính là bùa đòi mạng đối với nhà họ Võ. Chương 3636. Hiển nhiên, diễn biến của sự việc đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà họ Võ, kinh động đến Võ An Quân Bạch Khởi còn đáng sợ hơn cả kinh động đến gia chủ nhà họ Võ. Trong cả Đông Vực, chỉ có hoàng tộc mới có thể thách đấu với nhà họ Bạch, may mà lúc này, vẫn chưa có thế gia hoàng tộc nào tham gia. Nhưng một mình con gái của Bạch Khởi cũng đủ để gây áp lực cho cả Đông Vực, hơn nữa nhà họ Bạch cũng có địa vị rất cao trong đế vương các, chỉ đứng sau nhà họ Doanh. Và lại, vì nhân tài sa sút, nhà họ Bạch bây giờ gần như có thể làm chủ một nửa nhà họ Doanh. Bây giờ Bạch Khởi vẫn còn sống, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đứng trong top 10 cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngoại trừ vài đại năng thượng cổ như Hình Thiên và Trúc Dung, Bạch Khởi gần như có thể càn quét toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Trong số thế hệ trẻ của nhà họ Bạch, con gái của Bạch Khởi tên Bạch Ngọc Trinh là một trong tứ đại thiên tài của nhà họ Bạch. Rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Bạch đều do một mình cô con gái lớn này phụ trách. Cô ta cũng được mệnh danh là người đẹp số 1 ở Đông Vực. Điều quan trọng nhất là cô con gái lớn này của nhà họ Bạch có dòng máu hoàng tộc, nghe nói, trong số những người vợ của Bạch Khởi, có một người là công chúa của nhà họ Doanh, mà mẹ của Bạch Ngọc Trinh chính là công chúa của nhà họ Doanh. Vì vậy, Bạch Ngọc Trinh không chỉ có sức mạnh đáng sợ, mà còn mang dòng máu hoàng tộc, có thể nói, giống cô ta có khí tức của rồng giống như nữ đế. Bây giờ, linh động đến nhân vật lớn như cô ta, khiến Võ Thiên Nghiệp thấy hơi sợ hãi. Toi rồi, sao lại kinh động đến cả Bạch Ngọc Trinh chứ? Võ Thiên Nghiệp dựa vào góc bàn với khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển nói. Giờ phút này, ông ta không cần nghĩ cũng biết nhà họ Võ đã trở thành đối tượng đặc biệt của nhà họ Doanh. Nếu người ngồi trong nhà họ Võ thật sự là Tiêu Chính Văn thì đây chắc chắn sẽ là cơ hội vươn lên của nhà họ Võ. Nói không chừng còn có thể biến nhánh nhỏ của Võ Thiên Nghiệp trở thành nhánh chính của gia tộc. Nếu như vậy thật thì nhà họ Võ từ nay sẽ có thể thống trị Vinh Thành. Nhưng đáng tiếc, Võ Thiên Nghiệp biết rất rõ đó chỉ là một tên giả mạo vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn mà thôi. Nếu thân phận của Tiêu Chính Văn giả bị bại lộ, thì nhà họ Võ sẽ gặp họa lớn, ngay cả gia chủ cũng không cứu nổi. Lần này có quá nhiều thế lực tham gia,
Bích Hà Cung đã chẳng có gì to lớn nữa, vì nhà họ Doanh, nhà họ Bạch, Ngọc Khuyết Cung, Cửu U Cung đều đang chú ý tới nhà họ Võ. Những thế lực này đều có thể đè bẹp nhà họ Võ chỉ bằng một cọng lông. Một lúc lâu sau, Võ Thiên Nghiệp mới nở nụ cười khổ, lại lắc đầu nói, đúng là người tính không bằng trời tính. Chẳng lẽ ông trời định giết nhà họ Võ chúng ta sao? Bố, có lẽ nhà họ Võ chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh Tiêu không ra ngoài gặp bọn họ thì, Võ Học Tư còn chưa nói xong, Võ Thiên Nghiệp đã lắc đầu nói, con ngây thơ thật, không ra ngoài, không gặp ai à? Ha ha ha! Chương 3637 ngây thơ, thật ngây thơ, nếu cậu Tiêu thật sự như lời con nói thì sáng sớm ngày mai, nhà họ Võ chúng ta sẽ bị đám người đó san bằng. Nói xong, Võ Thiên Nghiệp không quan tâm đến Võ Học Tư đang đứng ngẩn người tại chỗ nữa, mà nhanh chóng bước ra sân. Đến nơi Tiêu Chính Văn ở, thấy Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế trúc uống trà, Võ Thiên Nghiệp vội vàng bước tới nói, cậu Tiêu, tất cả đều là do tôi tính toán sai, e rằng mọi chuyện đã thay đổi rồi. Võ Thiên Nghiệp xấu hổ, thậm chí còn không biết mở miệng nói với Tiêu Chính Văn thế nào. Ban đầu, ông ta chỉ muốn đưa Tiêu Chính Văn trở về giới thế tục sau khi mọi chuyện kết thúc, nhưng bây giờ, cho dù Tiêu Chính Văn có mọc hai cánh thì cũng không thể rời khỏi nhà họ Võ nửa bước. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn nhìn Võ Thiên Nghiệp hỏi. Cậu Tiêu, chắc cậu ta nghe chuyện xảy ra bên ngoài rồi. Bây giờ, nhà họ Võ chúng tôi đã bị bao vây, tất cả mọi người đều muốn gặp cậu. Những thế lực lớn như nhà họ Bạch, Cửu U Cung, Minh Nguyệt Các đều đã phái cao thủ tới thăm dò. Cậu vốn dĩ không liên quan gì đến nhà chuyện này, tất cả đều là do nhà họ Võ chúng tôi hại cậu, nhưng bây giờ nhà họ Võ đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, tôi, nói đến đây, Võ Thiên Nghiệp vỗ ngực một hồi. Nếu bọn họ đã muốn thăm dò thì cứ để bọn họ thăm dò đi. Còn về phần đám người kia, nói với bọn họ rằng tôi không muốn gặp bọn họ. Nếu không muốn chết, hãy rời đi càng sớm càng tốt, nếu không, tôi sẽ dùng bọn họ để thử kiếm. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cái gì, nghe vậy, Võ Thiên Nghiệp chết lặng. Dùng những người này thử kiếm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Võ Thiên Nghiệp liền hiểu ra ý của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn càng kiêu ngạo bao nhiêu thì thế giới bên ngoài sẽ càng nghĩ Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương bấy nhiêu. Ngược lại, nếu Tiêu Chính Văn lộ ra vẻ yếu đuối thì chẳng phải sẽ bị nhìn thấu sao. Tôi hiểu ý cậu rồi, chỉ cần đám người này rời đi. Tôi sẽ lập tức thu xếp đưa cậu về giới thế tục. Nói xong, Võ Thiên Nghiệp quay người chuẩn bị rời đi. Đợi đã, ông Võ, nếu tôi rời đi, những lời đồn đại trước đây ông nói chẳng phải sẽ bỏng bét sao? Đã diễn thì phải đến cùng, hơn nữa, cho dù tôi trở về giới thế tục thì có thể làm gì chứ? Bọn họ vẫn sẽ đến tìm tôi, vì vậy, bây giờ không phải là lúc để sợ hãi, ông hiểu không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Hừ, chuyện này, Võ Thiên Nghiệp thấy Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm phục sự dũng cảm của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, tôi lo lắng cho sự an nguy của cậu, ngộ nhỡ thân phận của cậu bị phát hiện, tôi sợ, đến bây giờ, sợ hãi cũng vô dụng. Cứ làm theo lời tôi nói, tôi sẽ bảo vệ nhà họ Võ bình an vô sự, Tiêu Chính Văn mỉm cười. Được thôi, mọi chuyện đều nghe theo cậu, Võ Thiên Nghiệp bất lực gật đầu. Tiêu Chính Văn nói không sai. Bây giờ chỉ có thể kiên trì đi tiếp, cho dù phía trước là núi đao biển lửa thì cũng phải liều mình xông lên. Lúc này, trong Bích Hà Cung, một người đàn ông mặc đồ đen mở mật thư, lướt nhìn nội dung bên trong, nhếch mép nói, hừ, quả nhiên đúng như tôi dự liệu, đó là Tiêu Chính Văn giả. Chương 3638 người đàn ông mặc áo choàng đen chính là trưởng giáo của Bích Hà Cung, địa vị chỉ đứng sau lão cung chủ, cũng là chú ruột của Lương Cảnh Long. Ông ta cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, ngay khi tin tức Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ lan truyền ra ngoài, ông ta đã chú ý đến nhà họ Võ. Bởi vì thân phận của Tiêu Chính Văn quá đặc biệt, chỉ riêng thực lực của Tiêu Chính Văn cũng đủ khiến Lương Thế Sung vô cùng kiêng sợ. Nếu Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ thật sự là vua Bắc Lương trong giới thế tục thì cháu trai của ông ta có mối thù cướp vợ với Tiêu Chính Văn. Ngay cả ông ta cũng khó có thể cứu được Lương Cảnh Long. Mặc dù nhà họ Lương cũng là thế gia, nhưng không thể so sánh với nhà họ Võ, chứ đừng nói đến hoàng tộc. Cho dù nhà họ Lương muốn bảo vệ Lương Cảnh Long thì cũng không thể đấu lại nổi Võ Anh Hào. Tin tức này là thật sao? Lão cung chủ nghiêm túc hỏi.
Thực ra, cụ ta đã báo tin tức này cho nhà họ Khổng để cầu cứu sự bảo vệ của nhà họ Khổng từ lâu rồi. Nhưng lúc này, Lương Thế Sung lại nói với cụ ta rằng Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ là giả, cụ ta phải hỏi Lương Thế Sung thêm lần nữa để thêm chắc chắn. Lương Thế Sung đương nhiên sẽ không lừa cụ ta, nhưng nếu nguồn tin tức không đủ chính xác, thì sẽ gây bất lợi cho Bích Hà Cung. Tôi có thể đảm bảo chuyện này là thật, người truyền tin không phải ai khác, mà là môn khách của nhà họ Võ. Người này họ Tần, ông ta đã tận mắt nhìn thấy tên họ Tiêu đó. Tên họ Tiêu đó quả thực đến từ giới thế tục, nhưng tên không phải là Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Thiên Sách. Mặc dù hai người họ đều họ Tiêu, nhưng tên họ Tiêu này không phải tên họ Tiêu kia, Lương Thế Sung chế nhạo. Ồ, lông mày của lão cung chủ khẽ giật, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người tên Tiêu Thiên Sách này chỉ là một người bình thường, ngay cả khí tức của cường giả cũng không có. Ông Tần nói người này chỉ là đến nương tựa vào nhà họ Võ, chứ không phải để bảo vệ nhà họ Võ. Nhà họ Võ nói dối chỉ là để hủy hôn mà thôi. Nghe Lương Thế Sung nói vậy, lão cung chủ khẽ gật đầu. Giải thích như vậy, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Với uy danh của Tiêu Chính Văn, cả Vinh Thành không ai dám đến kiểm chứng, cho dù Tiêu Chính Văn này là giả thì cũng không có ai dám nghi ngờ. Dù sao người họ Tần kia là môn khách của nhà họ Võ, ông ta cố ý dùng chuyện này để dụ chúng ta mắc mưu thì sao, lão cung chủ lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Đối phương đã xác nhận đây là Tiêu Chính Văn, tình cờ đến nhà họ Võ ở Vinh Thành để xử lý công việc. Nhà họ Võ có mối thù lâu đời với Bích Hà Cung, Võ Thiên Nghiệp rất có thể nhân cơ hội này để diễn một vở kịch với Bích Hà Cung. Sau đó sai môn khách nhà họ truyền ra ngoài rằng Tiêu Chính Văn này là kẻ mạo danh. Chỉ cần Bích Hà Cung tin đó là sự thật, chạy đến làm ầm lên thì ngược lại sẽ rơi vào kế của nhà họ Võ. Chương 3639 không thể nào. Lúc ông Tần gặp tên họ Tiêu kia, ông Tần đang định rời khỏi nhà họ Võ, hơn nữa còn cãi nhau to với Võ Học Tư, lúc đó, Tề Kính Hào cũng ở nhà họ Võ. Tề Kính Hào có thể làm chứng chuyện này, vì vậy, ông Tần không thể nói dối. Nghe vậy, lão cung chủ vội vàng nói với một đứa nhỏ bên cạnh, đi gọi Tề Kính Hào đến đây. Vâng, đứa nhỏ nói xong liền xoay người bước nhanh về phía cửa. Khoảng nửa tiếng sau, Tề Kính Hào sải bước đi vào chính điện Bích Hà Cung, chắp tay chào lão cung chủ, nói kính chào lão cung chủ. Ông Tề, đừng khách sáo, có chuyện này tôi muốn ông Tề xác nhận, lão cung chủ nghiêm mặt nói. Lão cung chủ cứ nói, tôi biết gì sẽ trả lời ngay, Tề Kính Hào mỉm cười nói. Tốt lắm, không biết ông Tề đã nghe về chuyện Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ chưa? Theo một vị môn khách trong nhà họ Võ nói, Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ chỉ là một tên giả mạo, không biết chuyện này là thật hay giả. Nghe lão cung chủ hỏi vậy, Tề Kính Hào cười nói, lão cung chủ, nói thật, tôi đã tận mắt nhìn thấy tên họ Tiêu đó rồi. Nếu cậu ta là Tiêu Chính Văn, thì tôi chính là Hạo Thiên Sáng Thế. Hả, lão cung chủ cau mày nhìn Tề Kính Hào. Lão cung chủ, đó chỉ là một người bình thường đến từ giới thế tục. Lúc đó tôi sỉ nhục nhà họ Võ trong buổi tiệc, cậu ta còn không dám làm gì, vậy thì ông nói thử xem cậu ta có thể là Tiêu Chính Văn thật sao? Mặc dù tôi chưa từng gặp Tiêu Chính Văn, nhưng với thực lực của cậu ta, giết tôi chỉ là việc còn con. Cho dù tính tình của Tiêu Chính Văn có tốt đến đâu thì cũng không thể dễ dàng tha cho tôi được. Tề Kính Hào chế nhạo rồi nói tiếp, Tiêu Chính Văn có thân phận thế nào chứ? Nghe nói, cậu ta khá thân thiết với Võ Anh Hào. Cho dù đến vùng ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ được Võ Anh Hào tiếp đón, sao có thể đến nơi nhỏ bé như Vinh Thành được? Nói cách khác, Võ Thiên Nghiệp có tư cách gì mà mời được Tiêu Chính Văn chứ? Phải thừa nhận rằng Võ Tình Nhi khá xinh đẹp, nhưng so sánh với Bạch Ngọc Trinh thì chẳng khác nào trên trời dưới đất. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng chủ động gửi lời mời cho Tiêu Chính Văn, thì ông nghĩ, Tiêu Chính Văn sẽ để ý tới Võ Tình Nhi sao? Nghe Tề Kính Hào nói vậy, lão cung chủ gật đầu lia lịa. Đúng như lời Tề Kính Hào nói, Bạch Ngọc Trinh đè bẹp Võ Tinh Nhi về mọi mặt. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng muốn thân thiết với Tiêu Chính Văn thì Võ Tinh Nhi có tài đức gì để lấy được trái tim Tiêu Chính Văn đây? Hơn nữa, người tới đón Tiêu Chính Văn lúc đó là Võ Học Tư, chứ không phải Võ Thiên Nghiệp, đây chính là vấn đề lớn. Ngay cả Võ Thiên Nghiệp, ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng phải kính cẩn chào hỏi. Vậy mà ông ta lại bảo con trai mình đến tiếp đón Tiêu Chính Văn.
chuyện này rõ ràng là đang đánh vào mặt Tiêu Chính Văn. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, liệu có thể để nhà họ Võ thất lễ như vậy sao? Bởi vậy, e rằng lão cung chủ lo nghĩ quá nhiều rồi. Tề Kính Hào vuốt râu, nhếch mép nói. Có lý. Chương 3640 lão cung chủ gật đầu. Cả Tề Kính Hào và lão cung chủ đều quan tâm đến những chi tiết này, nhưng bọn họ nào biết rõ nghi thức trong giới thế tục. Đối với Tiêu Chính Văn, cho dù là Võ Thiên Nghiệp hay là Võ Học Tư đến tiếp đón thì đều giống nhau. Tiêu Chính Văn chưa bao giờ quan tâm đến những lễ nghi này. Hơn nữa, cho dù Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, nhưng bình thường vẫn thường xuyên hòa hợp với những người dân bình thường. Anh luôn yêu binh như con, xung phong đi đầu làm gương cho binh sĩ. Sao có thể quan tâm người tiếp đón mình có thể phải là gia chủ nhà họ Võ hay không chứ? Ừ, từ đây có thể thấy, chuyện này có vấn đề, lão cung chủ khẽ gật đầu. Thưa sư phụ, nếu nhà họ Võ không có sự bảo vệ của Tiêu Chính Văn thì tại sao sư phụ phải khách sáo với bọn họ chứ? Lương Cảnh Long lập tức đứng dậy, rõ ràng là muốn đối đầu với nhà họ Võ ngay lập tức. Đồ nhi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Lần này không chỉ Bích Hà Cung chúng ta gây phiền phức cho nhà họ Võ mà còn có cả Minh Nguyệt Các. Trước khi chuyện này được giải quyết rõ ràng thì đừng vội liên hôn với nhà họ Võ, nếu không sẽ mang lại tai họa cho Bích Hà Cung chúng ta. Hơn nữa, đó chỉ là một cô gái thôi mà, có gì phải đáng giận đến vậy? Lão cung chủ lạnh lùng nhìn Lương Cảnh Long. Lão cung chủ, theo tôi thấy, tên Tiêu Thiên Sách này chắc chắn sẽ không dám gặp mặt mọi người. Dù sao cậu ta cũng biết rõ mình không phải là Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó, nhà họ Võ chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu như lúc này lão cung chủ nói thêm vài câu bảo vệ nhà họ Võ, thì cho dù Võ Thiên Nghiệp không gả con gái, cũng không còn đường đi nữa rồi. Tề Kính Hào nhếch mép nói. Lão cung chủ liếc nhìn Tề Kính Hào, sau đó xua tay nói, tôi biết rồi, ông Tề về trước đi. Nói xong, ra hiệu cho Lương Thế Sung rồi đi về phía sảnh sau. Cung chủ, ông còn chuyện gì lo lắng sao? Lương Thế Sung nhíu mày hỏi. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều quá kỳ lạ. Cho dù người đó là Tiêu Thiên Sách thì lẽ nào cậu ta không biết hậu quả của việc mạo danh Tiêu Chính Văn sao? Ngộ nhỡ đối phương thật sự là Tiêu Chính Văn, mà chúng ta lại hành động hấp tấp thì sẽ chỉ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều khiến lão cung chủ lo lắng suốt thời gian qua vẫn là hàng loạt tin đồn về Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là lúc ở Thánh Vực. Ban đầu Tiêu Chính Văn tiến vào Thánh Vực với tư cách của một người bình thường, nhưng kết quả thì sao? Toàn bộ Thánh Vực gần như bị Tiêu Chính Văn giết hết. Cung chủ, chẳng qua chỉ là một Tiêu Chính Văn thôi mà, có gì đáng để ông lo nghĩ chứ? Phía sau chúng ta còn có nhà họ Khổng mà, Lương Thế Sung hỏi một cách khó hiểu. Nhà họ Khổng, lẽ nào cậu không biết, ngay cả nhà họ Khổng cũng không thể làm gì cậu ta sao? Chẳng phải Khổng Tề Thiên cuối cùng vẫn thua sao? Lúc trước có bao nhiêu người muốn giết cậu ta, vậy mà bây giờ thì sao? Tiêu Chính Văn còn có thể tung hoành khắp nơi, còn những kẻ dọa giết cậu ta đều đã biến mất tăm mất tích. Chương 3641 ngộ nhỡ đối phương thật sự là Tiêu Chính Văn thì cơ nghiệp nghìn năm của Bích Hà Cung chúng ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy, lời của Tề Kính Hào nói có thể tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Trước khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng thì kết quả vẫn chưa rõ, lão cung chủ nghiêm túc nói. Lão cung chủ có thể dẫn dắt Bích Hà Cung tiến lên từng bước trong mấy trăm năm, thậm chí còn dựa được vào cây đại thụ như nhà họ Khổng, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Thật ra cả chặng đường này, gần như mỗi một bước đều có mọi chông gai, Bích Hà Cung có thể có ngày hôm nay, mưu mô của lão cung chủ rất thâm sâu. Thế nhưng càng tới tầm như ông ta thì càng phải cẩn thận dè dặt, mặc dù mới đầu nghe thấy mấy lời Tề Kính Hào nói, lão cung chủ lộ ra vẻ vui mừng giống như đã nhìn thấy một tia hy vọng. Thế nhưng vào lúc ông ta bình tĩnh lại, sau khi đắn đo kỹ càng thì cũng bắt đầu bán tín bán nghi với mấy lời mà Tề Kính Hào nói cung chủ, ý của ông là tạm thời án binh bất động, yên lặng quan sát động tĩnh, không phải vẫn có nhiều thế lực lớn muốn tìm Tiêu Chính Văn sao? Chúng ta đợi kết quả là được. Nếu như đối phương không phải là Tiêu Chính Văn trong lời đồn, vậy thì cũng không cần phải nể nang nhà họ Võ làm gì, cứ thế xóa sổ nhà họ Võ ra khỏi Vinh Thành là được rồi. Bày mưu tính kế với Bích Hà Cung của chúng ta, đây cũng là kết quả mà nhà họ Võ nên nhận lấy. Còn nữa, căn dặn với đệ tử bên dưới, loan tin Tiêu Chính Văn giả ra bên ngoài,
xem phản ứng của bên ngoài ra sao. Triệu tìm tòi trước khi hành động này của ông ta quá cao tay, công bố thân phận của Tiêu Chính Văn giả ra ngoài chẳng khác gì đẩy nhà họ Võ vào trong đống lửa. Lúc này, nếu như thật sự giống như Tề Kính Hào nói, tên Tiêu Chính Văn kia là giả, nhà họ Võ dù thế nào cũng không dám ra mặt phản bác. Nếu như Tiêu Chính Văn đó là thật, nhà họ Võ chắc chắn sẽ có động thái rõ ràng. Tới lúc đó chỉ cần dựa theo phản ứng của nhà họ Võ là có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Chẳng mấy chốc, tin tức người trấn giữ cho nhà họ Võ là Tiêu Chính Văn giả lại lan truyền khắp Vinh Thành. Ngay lập tức, các phương đều trở nên xôn xao. Không ngờ, sự có Gia Cát giả dọa cho Tư Mã Thật bỏ đi, nay có Tiêu Chính Văn giả, dọa cho Bích Hà Cung phải rút lui. Chỉ một tiểu bối trong thế tục mà thôi, đến mức kinh động cả Vinh Thành, thậm chí ngay cả quá nửa Đông Vực cũng bị kinh động. Hừ, lần này tôi muốn nhìn xem tiếp theo đây nhà họ Võ sẽ xử lý như thế nào. Khắp mọi ngóc ngách của Vinh Thành dường như đều đang bàn tán chuyện này. Mà ở phía tây bắc của Vinh Thành, bên trong một tiểu viện trúc lâm, một nam thanh niên cười lạnh lùng chế nhạo, một đám phế vật, suýt thì bị tên Tiêu Chính Văn dọa sợ mất mật. Mà bên trong trúc lâm, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ lộng lẫy, nhìn ra phía xa là đủ loại ánh sáng kỳ ảo vô cùng chói mắt. Nơi này chính là Y Thánh Hiên của Trương Cảnh Nhạc. Chương 3642 mà cậu thanh niên này chính là đại đệ tử đầu tiên của Trương Cảnh Nhạc Lữ Đồng Quang. Hơn nữa, bản thân hắn chính là một cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, ngoài ra còn có quan hệ thân thiết với cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng, đặc biệt là khá thân với Khổng Tề Thiên. Không chỉ luyện được y thuật ở chỗ Trương Cảnh Nhạc mà dưới sự trợ giúp của Khổng Tề Thiên, thực lực của hắn cũng thăng tiến như bay, không hề thua kém bất cứ con cháu thế gia nào. Chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng bên trong thế tục mà thôi, không cần phải bận tâm làm gì. Một ông lão bất chợt xuất hiện ngay sau lưng Lữ Đồng Quang. Ông lão mặc áo dài trắng tinh, chòm râu trắng đung đưa trước ngực, đôi chân mày trắng rủ xuống tận bả vai. Mà gương mặt của ông lão lại giống như một cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi, ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Sư phụ, Lữ Đồng Quang nghe thấy giọng nói của ông lão thì vội vàng quay người lại bái chào. Ông lão này chính là Trương Cảnh Nhạc người của gia tộc Y Dược. Ừ, không chuyên tâm nghiên cứu y đạo, cả ngày chỉ quan tâm tới mấy chuyện phàm tục, y đạo của con sớm muộn gì cũng sẽ thụt lùi cho xem, Trương Cảnh Nhạc nói với vẻ mặt không vui lắm. Gia tộc Y Dược được đối đãi cực kỳ trọng hậu ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng đồng thời, gia tộc Y Dược cũng là một tập thể tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ cần y thuật giỏi giang, cả vùng ngoài lãnh thổ đều có chốn yên bình. Dù đi tới đâu cũng cực kỳ được tôn sùng. Đây là điều mà đám con cháu thế gia cả ngày chỉ biết tranh giành đấu đá căn bản chẳng thể so bì nổi. Vậy nên, Trương Cảnh Nhạc vẫn luôn không quan tâm tới tất cả những chuyện xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng đám đệ tử môn hạ lại khiến cho ông ta chẳng thể an tâm, dường như ai ai cũng đều đặt tâm tư vào chuyện danh lợi. Bây giờ ngay cả đại đệ tử của ông ta cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện trong thế tục. Thầy! Con chỉ tiện miệng nói mà thôi, bây giờ vùng ngoài lãnh thổ đều phong tên họ Tiêu đó lên tận trời, thậm chí ngay cả cô chủ Bạch Ngọc Trinh của nhà họ Bạch cũng đích thân cử người đi đưa giấy mời. Thật sự không biết tên họ Tiêu này có tài đức gì mà ngay cả nhà họ Bạch cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nói tới đây, Lữ Đồng Quang siết tay thành nắm đấm, trong mắt ngập tràn vẻ căm hận. Bạch Ngọc Trinh đẹp như tiên nữ, từ mười mấy năm trước, trong một cơ duyên hết sức trùng hợp. Khi Lữ Đồng Quang cùng với Trương Cảnh Nhạc tới dự tiệc đã từng gặp mặt. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lữ Đồng Quang đã bị dáng vẻ xinh đẹp của Bạch Ngọc Trinh thu hút tới say mê, thậm chí ngay cả trong mơ cũng chỉ toàn là hình bóng của Bạch Ngọc Trinh. Ban đầu, Lữ Đồng Quang chẳng hề bận tâm tới thông tin Tiêu Chính Văn tới vùng ngoài lãnh thổ, theo hắn thấy, có hôm nào là không có tới hàng nghìn hàng vạn người của thế tục tới vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Thế nhưng rất nhanh, thông tin Bạch Ngọc Trinh cử người đi đưa giấy mời, chủ động hẹn gặp Tiêu Chính Văn đã truyền tới tai Lữ Đồng Quang. Chương 3643 nghe thấy tin này, trong lòng Lữ Đồng Quang lập tức bùng lên vô vàn ngọn lửa đố kỵ. Mặc dù Bạch Ngọc Trinh không biết hắn là ai, nhưng hắn lại coi Bạch Ngọc Trinh như là vợ mình từ lâu. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn rõ ràng đang ngang nhiên cướp vợ. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang nổi như cồn, nhưng loại thanh niên giống như cậu ta. Cả mấy trăm năm trở lại đây ta đã gặp quá nhiều rồi. Chẳng có mấy người có thể bước tới cuối cùng được đâu.
Trương Cảnh Nhạc đưa tay vuốt râu, bình thản nói. Hừ, theo con thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên hư danh mà thôi. Khổng Tề Thiên sợ anh ta chứ con thì không. Lữ Nồng Quang siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nói. Trương Cảnh Nhạc liếc nhìn Lữ Nồng Quang, khẽ lắc đầu nói, Đồ Nhi, mặc dù bây giờ con đang ở cảnh giới nhân hoàng, thế nhưng con chẳng thể bằng được Khổng Tề Thiên đâu. Căn cơ của nhà họ Khổng hết sức thâm sâu, thủ đoạn cực nhiều, theo như ta thấy, con muốn vượt qua Khổng Tề Thiên, ít nhất vẫn phải cần tới 100 năm. Cảnh giới áp chế chỉ là đối với người bình thường mà nói thôi, loại người giống như Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư đều có thể chém giết ngược dòng được hết. Đừng thấy Khổng Tề Thiên chỉ là nhân vương cấp 5 mà lầm, thực tế ông ta gần như là sự tồn tại có thể gọi là biến thái, 5 lần luân hồi, 5 lần thử thách, cùng là nhân vương cấp 5. Thế nhưng chiến lực lại không hề thua kém so với cảnh giới nhân hoàng. Giữa Lữ Nồng Quang và Khổng Tề Thiên, mặc dù nói cách biệt không lớn, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Khổng Tề Thiên. Sư phụ, con vẫn còn quá trẻ, Khổng Tề Thiên trải qua 5 lần luân hồi, có lần luân hồi nào không cần tới 100 năm. Con mới có bao nhiêu, hơn nữa, gia tộc y dược chúng ta cũng không giỏi mấy chuyện chém giết. Không bằng Khổng Tề Thiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều, con cũng không cần phải nản lòng, nhiều nhất là 200 năm, con có thể giống như thế tử nhà họ Bạch, một bước tới trời. Trương Cảnh Nhạc lập tức an ủi Lữ Nồng Quang. Ông ta đặt quá nhiều tâm huyết lên trên người Lữ Nồng Quang, có thể nói, Lữ Nồng Quang chính là hy vọng tương lai của ông ta. Mà những lời vừa rồi của ông ta cũng không hoàn toàn đang an ủi Lữ Nồng Quang, gia tộc y dược đạt tới cao độ nhất định cũng có thể thông qua đan dược để nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Vậy nên, Lữ Nồng Quang vượt qua mấy người Khổng Tề Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống như lúc ông ta vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ, chẳng qua chỉ là một con tép diêu ở cảnh giới chiến thần, mà bây giờ cũng là nhân tài ở cảnh giới nhân vương cấp 3 rồi. Sư phụ dạy phải, chỉ là một tên Tiêu Chính Văn, chẳng đáng để nhắc đến, đệ tử lẽ ra nên coi Bạch Thế Huân làm tấm gương, 100 năm sau, vượt qua Bạch Thế Huân mới là chí hướng của đệ tử. Lữ Nồng Quang chắp tay nói với Trương Cảnh Nhạc. Ừ, Bạch Thế Huân thì làm sao? Với đại đạo của gia tộc y dược chúng ta, chỉ cần có đủ thời gian, bất cứ ai cũng có thể bị chúng ta chà đạp bên dưới gót chân. Nói tới đây, hai mắt Trương Cảnh Nhạc lóe ra tia sáng, khí thế mạnh mẽ. Bạch Thế Huân trong miệng hắn chính là người thành danh đã lâu trong thế hệ thanh niên nhà họ Bạch. Chương 3644 từ trước tới nay. Mặc dù Bạch Thế Huân chưa từng can dự vào chuyện tranh đấu ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng thực lực lại khủng bố dị thường, ngay tới Tư Mã Lôi khi thấy Bạch Thế Huân cũng phải ngoan ngoãn cúi rạp. Càng không cần nói tới việc chiến đấu với Bạch Thế Huân. Vâng, đệ tử xin khắc ghi lời dạy bảo của sư phụ, Lữ Nồng Quang vội vàng chắp tay nói. Ừ, hiểu là được rồi. Sư phụ hiểu rõ tâm ý của con đối với cô chủ nhà họ Bạch, từ trước tới nay. Con vẫn chuyên tâm nghiên cứu y đạo ở Y Thánh Hiên, vậy nên danh tiếng mới không nổi trội. Bây giờ trận đấu của Vinh Thành sắp sửa diễn ra, con cũng có thể chuẩn bị một chút rồi tới góp vui. Trương Cảnh Nhạc bình thản nói. Sư phụ, với thực lực bây giờ của con, đi tham gia trận đấu ở Vinh Thành dường như hơi ức hiếp người rồi, Lữ Nồng Quang nhếch mép cười. Sư phụ không chỉ muốn cho con đi tham gia trận đấu ở Vinh Thành lần này. Ai giành được quán quân sẽ được thưởng một viên tuyết liên ngàn năm, sư phụ muốn con lấy viên tuyết liên đó về đây. Còn về có ức hiếp người không thì cũng có làm sao. Dù có ức hiếp thì bọn họ cũng phải nhìn. Với thân phận của sư phụ, có thể cử đệ tử tới tham gia thi đấu đã là nể mặt bọn họ lắm rồi. Chưa nói là bọn họ, nhà họ Khổng và hoàng tộc cũng phải nể mặt sư phụ mấy phần. Có điều, sau này đừng đề cập tới Tiêu Chính Văn gì nữa. So bì với mấy kẻ này quá mất mặt sư phụ, Trương Cảnh Nhạc nhíu mày lên tiếng. Trương Cảnh Nhạc nghĩ đệ tử của ông ta bất kể xét về các mối quan hệ hay tài nguyên đều vượt xa Tiêu Chính Văn mấy mươi con phố. Hơn nữa bây giờ Tiêu Chính Văn cũng chỉ mới là cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi, Lữ Nồng Quang lại là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Trương Cảnh Nhạc không tin Tiêu Chính Văn giết chết Tư Mã Lôi và đánh bại mấy người Khổng Tề Thiên. Ở ngoài lãnh thổ, chuyện này quá nhiều, nhưng cuối cùng khi truy ra có người nào không mượn tay đại tài nào đó mới có thể làm người khác kinh ngạc đến thế đâu. Hơn nữa quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Võ cực kỳ thân thiết,
Ai dám đảm bảo không phải đại tài nhà họ Võ nhân lúc Tiêu Chính Văn đánh nhau với Tư Mã Lôi để ra tay giết Tư Mã Lôi, chèn ép nhà họ Tư Mã chứ? Không phải Trương Cảnh Nhạc xem thường Tiêu Chính Văn mà là Tiêu Chính Văn còn quá trẻ, nếu tính ra vẫn chưa đến 30 tuổi, mà mấy người Khổng Tề Thiên Ai cũng đã có thêm một con số không phía sau, lớn hơn Tiêu Chính Văn mấy chục tuổi. Con đường võ thuật này chung quy lại vẫn phải cần thời gian tích lũy, một người chưa đến 30 tuổi không thể nào có chiến tích đáng sợ đến thế. Lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là vài thế lực lớn nào đó đang làm quá lên. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ may mắn được các thế lực lớn này nhìn chúng. Nói hay lắm. Vừa dứt lời, một người đàn ông nho nhã mặc áo dài màu xanh sải bước đi đến. Chương 3645 với tư chất của cháu, so với Tiêu Chính Văn đó quả đúng là đang tự hạ mình xuống. Thật ra lần tranh đoạt Thánh Huyết Đế Tuấn này, sở dĩ bị Tiêu Chính Văn chiếm hời chẳng qua là mấy người Tề Thiên chưa từng xem trọng Tiêu Chính Văn thôi. Hơn nữa nhà họ Võ cũng làm không ít thủ đoạn ở đằng sau, nếu không sao có thể đến lượt Tiêu Chính Văn lộ diện. Nghe thế Lữ Chính Quang quay sang nhìn người đàn ông áo xanh, sau đó chắp tay nói, bác ạ, nói không sai. Người này họ Khổng, tên là Khổng Hữu Đạo. Chính là một trong bốn hộ vệ lớn của nhà họ Khổng. Nhưng lúc này Khổng Hữu Đạo bị thương nặng, khí tức không ổn định. Ừ, với bản lĩnh của cháu trai, cháu phải giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi vinh thành này. Đạo y dược hơn hẳn võ thuật của cháu, chỉ cần sau này cháu chuyên tâm tu luyện, Bạch Thế Huân hay Khổng Tề Thiên cũng không so bì được với cháu. Thực tế, cảnh giới nhân hoàng hay đế cảnh không phải dựa vào mấy lần luân hồi, cũng không phải phân cao thấp về cảnh giới mà là tính giác ngộ. Ai có thể lĩnh hội được quy chân trước thì người đó mạnh hơn. Nhưng người hành y, bẩm sinh đã có tính lĩnh hội cao hơn người bình thường, thế nên với tuổi tác của cháu có thể có được thành tựu như ngày hôm nay đã không dễ dàng gì, chỉ cần cháu trai can đảm tiến bước, sau này chắc chắn sẽ đạt được đế cảnh. Những lời công nhận của Khổng Hữu Đạo khiến Lữ Đồng Quang cảm thấy phấn khích. Dù sao đó cũng là một trong bốn hộ vệ của nhà họ Khổng, người xuất chúng cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Có thể được ông ta công nhận khiến Lữ Đồng Quang càng thêm tự tin. Thật ra trước đó ông ta từng hỏi Tư Mã Tư, nếu bốn người họ kết hợp lại với nhau, có thể giết được Tiêu Chính Văn không? Kết quả Tư Mã Tư chỉ khinh bỉ bật cười, nói thẳng Lữ Đồng Quang chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà thôi, chọn bừa một người trong số những người có mặt ngày hôm đó cũng có thể dễ dàng giết nhân hoàng cấp 1. Những lời của Tư Mã Tư khiến lòng tự trọng của Lữ Đồng Quang bị tổn thương sâu sắc, thậm chí cũng có thành kiến không nhỏ với chính Tư Mã Tư. Dù sao trong những năm này, cho dù Lữ Đồng Quang đi đến đâu cũng đều được khen ngợi, bên cạnh càng không thiếu lời nịnh bợ của thế hệ trẻ. Nhưng Tư Mã Tư nói như thế khiến hắn có cảm giác hắn không bằng một con chó. Hắn nghĩ Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ may mắn, nhưng may mắn là thứ không đáng tin nhất, nói không chừng bản thân mình cũng có thể tạo ra kỳ tích, giết được Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người, sau đó danh tiếng sẽ lan rộng khắp khu vực phía đông. Hơn nữa người mà nhà họ Bạch nên mời có lẽ là Lữ Đồng Quang hắn chứ không phải là Tiêu Chính Văn. Càng khiến hắn không thể nhịn được là Bạch Ngọc Trịnh lại đích thân mời Tiêu Chính Văn chứ không hỏi han gì đến hắn. Cháu yên tâm, đến lúc đó bác cũng sẽ đến đó vì cháu, để đảm bảo cháu có thể giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi lần này, Khổng Hữu Đạo vỗ vai Lữ Đồng Quang nói. Chương 3646 sở dĩ ông ta nói như thế không phải là nhìn thật sự xem trọng Lữ Đồng Quang. Mà là nội thương của ông ta quá nặng, phải lấy được viên tuyết liên ngàn năm đó mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Anh Khổng, bây giờ vết thương của anh quá nặng, đừng nên nổi giận, càng không thể đánh nhau với người khác, tôi nghĩ vẫn nên ở lại Y Thánh Hiên dưỡng bệnh thì tốt hơn. Nếu không cực kỳ bất lợi với vết thương của anh. Trương Cảnh Nhạc hơi nhíu mày khuyên bảo. Không sao, chẳng qua chỉ là một đám oát con, gặp tôi chúng cũng phải nể mặt mấy phần. Khổng Hữu Đạo kiêu ngạo nói. Cả vinh thành này ai dám không nể mặt Khổng Hữu Đạo. Không nói về thực lực, chỉ xét về vai vế đã có thể nghiền chết mấy gia tộc lớn ở vinh thành rồi. Lúc này người nhà họ Võ ai nấy cũng đều sầu muộn ra mặt. Hiện giờ những lời bàn tán về Tiêu Chính Văn thật giả đã truyền đến tai người nhà họ Võ, rõ ràng kế hoạch để Tiêu Thiên Sách giả mạo Tiêu Chính Văn đã hỏng. Không có sự uy hiếp của Tiêu Chính Văn thì sau đó điều chờ đợi nhà họ Võ chỉ có thể là sự báo thù điên cuồng của các thế lực.
Nhất là Bích Hà Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, phải lấy đó làm cớ để sử dụng thủ đoạn với nhà họ Võ. Lúc này trong một thị trấn nhỏ cổ kính và yên tĩnh dưới núi Vân Hà ở Tây Bắc Vinh Thành, ở đâu cũng có thể thấy quán trà. Mấy ngày gần đây, đường phố vốn dĩ vắng lặng lại người qua kẻ lại tấp nập, dường như thanh niên tuấn tú khắp nơi ở Vinh Thành đều tụ họp lại đây. Tiêu Chính Văn và Võ Học Tư ngồi đối diện nhau trong một quán trà nho nhã, Võ Học Tư vừa nhìn đường phố bên dưới chỉ vào thanh niên ai nấy cũng có khí thức dồi dào trên đường nói, không mấy ngày nữa, giới trẻ Vinh Thành đều sẽ tụ tập lại đây. Bây giờ nhà nghỉ ở cả thị trấn nhỏ này đã không còn phòng, vẫn có không ít thanh niên khắp nơi ở Vinh Thành đang đến thị trấn nhỏ này. Nhiều người đến tham gia cuộc thi lần này như thế, lẽ nào cuộc thi của Vinh Thành lần này có giải thưởng gì lớn lắm sao? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói. Nhìn xuyên qua cửa sổ, mặc dù những thanh niên này ai nấy cũng đều có khí thức dồi dào, nhưng cảnh giới lại không đồng đều. Có người đã là nhân vương cấp 2, thậm chí là cấp 3, nhưng có người vẫn chưa phải là bán bộ nhân vương. Theo lý cuộc thi bình thường thế này không thể thu hút nhiều người đến thế. Nhất là những người có cảnh giới tương đối thấp này càng không thể vô duyên vô cớ tham gia cuộc thi. Thật ra cuộc thi lần này không chỉ là người nhà họ Tư Mã đến xem, mà nhà họ Bạch cũng sẽ cử người đến, còn có Đế Vương Các và Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ phái người đến xem. Chỉ cần trong cùng cảnh giới có tài năng một chút thì có thể được các thế lực lớn này thu nhận, đến lúc đó có thể một bước lên trời. Võ Học Tư kiên nhẫn giải thích. Nhưng đây cũng chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi. Chương 3647 nhưng dù sao Vinh Thành cũng rộng lớn, hơn nữa giữa các gia tộc cũng có sự tranh đấu ngầm với nhau, chỉ có những người có thế lực lớn chống đỡ sau lưng mới có thể tốt hơn, sống lâu hơn. Thế nên bất kể là cuộc thi nào cũng sẽ thu hút sự chú ý từ các gia tộc ở khắp Vinh Thành. Vinh Thành chúng tôi hoàn toàn không có gia tộc lớn như thế. Muốn sinh tồn chỉ có thể nghĩ cách gia nhập vào các thế lực lớn này, dù làm đệ tử ngoại môn cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo được mạng sống. Ban đầu nhà họ Võ chúng tôi định bộc lộ tài năng ở Vinh Thành trong cuộc thi lần này, nhưng xem ra cơ hội đã vô cùng mong manh rồi. Võ Học Tư lắc đầu, thở dài. Chỉ riêng mấy bàn bên cạnh thôi đã có không dưới 10 người có khí tức mạnh hơn Võ Học Tư rất nhiều. Còn Võ Tịnh Nhi cũng thua kém không chỉ một sao so với những người này. Hơn nữa, cuộc thi lần này nhà họ Bạch đích thân tặng một viên tuyết liên ngàn năm, nói là phần thưởng cho người đứng đầu. Ở ngoài lãnh thổ, tuyết liên ngàn năm không phải là vật gì quý hiếm. Nhưng ở Vinh Thành lại là bảo vật khó kiếm, thế nên dù là vì tuyết liên ngàn năm thì các gia tộc ở Vinh Thành cũng sẽ tham gia. Tuyết liên ngàn năm, Tiêu Chính Văn nhíu mày, món đồ này gần như đã biến mất ở thế tục rồi. Theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, tuyết liên ngàn năm là thánh dược chữa trị vết thương, hơn nữa có thể cấp tốc nâng cao cảnh giới và thực lực của tất cả võ giả dưới cảnh giới nhân hoàng. Tuyết liên ngàn năm không chỉ đơn giản là vật bổ dưỡng với võ giả. Đúng thế, rất nhiều gia tộc đều muốn lấy tuyết liên ngàn năm để nhanh chóng đào tạo ra một nhóm cao thủ trong gia tộc, thế nên sự cạnh tranh trong cuộc thi lần này càng thêm khốc liệt. Nói đến đây, Võ Học Tư hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Một viên tuyết liên ngàn năm thôi mà, nếu muốn có thì dễ như trở bàn tay, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Dễ như trở bàn tay, nghe vậy, Võ Học Tư sững sờ. Lời này của Tiêu Chính Văn thật khoa trương, ngay cả những cường giả mạnh nhất ở mấy bàn xung quanh cũng không dám nói những lời như vậy. Đặc biệt là những người có mặt ở đây đều là cao thủ, mặc dù giọng nói của Tiêu Chính Văn không quá lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai mọi người rõ ràng. Cùng lúc đó, người ở mấy bàn bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Một người đàn ông trẻ mặc áo choàng đạo sĩ trong số đó nhíu mày, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dễ như trở bàn tay, anh cho rằng tuyết liên ngàn năm là cây cỏ ven đường sao? Mà tới đâu có thể hái tới đó? Nghe vậy, mọi người xung quanh lập tức cười lớn. Nào, để tôi xem thử đây là vị nào? Nói xong. Một người bên cạnh người đàn ông mặc áo choàng đạo sĩ cũng đứng dậy, nhìn đánh giá Võ Học Tư, chế nhạo, không ngờ nhà họ Võ lại có gan phái người đến tham gia cuộc thi. Nhà họ Võ các người chẳng phải có Tiêu Chính Văn bảo vệ à? Sao không bảo Tiêu Chính Văn lấy luôn tuyết liên ngàn năm đi, sao phải thi đấu nữa? Chương 3648 rõ ràng là tên kia đang giễu cợt Võ Học Tư. Hiện tại,
gần như cả Vinh Thành đều đã biết nhà họ Võ loan tin giả rằng Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ, hơn nữa còn cầu hôn Võ Tinh Nhi. Anh Hứa, đã lâu không gặp. Võ Học Tư đứng dậy, chắp tay chào người đàn ông trẻ. Nhà họ Võ các người coi thường nhà họ Trần chúng tôi sao? Một người khác mặc áo choàng trắng bên cạnh vung quạt trong tay, giễu cợt nói. Chào anh Trần, nói xong, Võ Học Tư cố nén cơn giận, chắp tay chào người mặc áo choàng trắng bên cạnh. Võ Học Tư lần lượt cúi chào đám người, nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số bàn khác. Hừ, nhà họ Võ thật to gan, ngay cả chúng tôi cũng không coi ra gì à. Lúc Võ Học Tư đang chuẩn bị ngồi xuống, một giọng nói cực kỳ khó chịu của một cô gái đột nhiên vang lên từ trong góc phòng. Võ Học Tư quay lại nhìn cô gái, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra đối phương là ai. Xin hỏi cô là, Lãnh Hàn Sương, Thiên Nguyệt Các. Cô gái trẻ chế nhạo. Thì ra là cô Lãnh, tôi thất lễ rồi. Võ Học Tư vừa nói vừa chắp tay chào Lãnh Hàn Sương. Tiêu Chính Văn thấy Võ Học Tư khiêm tốn trước mặt mọi người, như thể thấp kém hơn đám người này. Anh liền cau mày nói, Học Tư, anh sợ bọn họ sao? À, chuyện này, Võ Học Tư cắn môi, nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, đám người này đều là anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng ở Vinh Thành, hơn nữa đều là thiên tài hiếm có, cho nên cái gì Tiêu Chính Văn liếc nhìn đám người Lãnh Hàn Sương, càng nhíu mày chặt hơn. Vinh Thành là nơi lấy võ làm tôn nghiêm, run rế thì chỉ có thể khom lưng uốn gối. Chưa bảo hắn quỳ xuống bái lạy đã là nể mặt nhà họ Võ lắm rồi. Người đàn ông họ Hứa cười mỉa mai. Đám người này đều có thực lực cảnh giới nhân vương, đặc biệt Lãnh Hàn Sương là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2. So với đám người này, Võ Học Tư quả thực chỉ là loại run rế. Ồ, nói cách khác, người nào có nắm đấm cứng hơn thì người đó được tôn trọng hơn sao? Nếu như vậy thật thì các người quỳ xuống hết đi. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tràn ngập sát khí. Hỗn láo, Lãnh Hàn Sương đập bàn, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Tiêu Chính Văn. Thấy đám người Lãnh Hàn Sương nổi giận, Võ Học Tư hơi sợ hãi. Chương 3649 mặc dù Tiêu Chính Văn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến tai họa lớn. Bất kỳ ai trong số đám người này đều có thể dễ dàng giết chết Võ Học Tư một cách dễ dàng. Chứ đừng nói đến một người bình thường như Tiêu Chính Văn. Võ Học Tư lau mồ hôi trên trán, vội vàng cúi người nói, thực sự xin lỗi mọi người, người bạn này của tôi vừa từ giới thế tục đến đây, cho nên không hiểu quy tắc ở vùng ngoài lãnh thổ chúng ta. Mong mọi người nể mặt nhà họ Võ, đừng để bụng việc này. Cái gì, nể mặt nhà họ Võ? Nhà họ Võ các người có mặt mũi gì chứ? Một tên bên cạnh khinh thường nói. Người dám bảo chúng tôi quỳ xuống e rằng còn chưa ra đời. Một tên khác đập bàn, từ từ chĩa thanh kiếm về phía bàn bên cạnh. Bảo các người quỳ xuống là cho các người một con đường sống, quỳ còn hơn là chết. Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh nói. Anh Tiêu, Võ Học Tư nghe vậy, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là nơi nào chứ? Vùng ngoài lãnh thổ không có thành viên đội chấp pháp quản lý giống giới thế tục. Ở vùng ngoài lãnh thổ, bất đồng cũng có thể đánh nhau, thậm chí là giết người ngoài đường cũng không có ai quản lý, cũng không có ai đứng ra bảo vệ công lý. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, không khí trong toàn bộ quán trà đột nhiên trở nên căng thẳng. Quỳ còn hơn chết, bọn họ đều là cao thủ cảnh giới nhân vương, còn Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn còn không bằng một con kiến, chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể biến Tiêu Chính Văn thành cặn bã. Hừ, tên nhãi này, mày không biết chữ chết viết thế nào sao? Một người trong số họ chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên sát ý. Mày cho rằng nhà họ Võ có thể bảo vệ cái mạng chó của mày à? Thiên Nguyệt Các không hề thua kém Bích Hà Cung, Lãnh Hàn Sương còn là người của Cửu Thiên Huyền, là em họ của Hàn Hương Nhi. Chỉ cần một câu nói, nhà họ Võ sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Một tên đập bàn, lạnh lùng cười nói. Anh Tiêu! Những gì họ nói đều là sự thật, chúng tôi chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Võ, quả thực, ai chứ? Hàn Hương Nhi, đừng nói là em họ của cô ta, cho dù cô ta ở đây thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, Tiêu Chính Văn cắt ngang lời của Võ Học Tư. Cái gì, có bản lĩnh thì anh nói lại lần nữa xem. Đôi lông mày lá liễu của Lãnh Hàn Sương dựng thẳng, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí.
chương 3650 nói lại 10 lần thì đã sao? Cho dù Hàn Hương Nhi ở đây, bản soái bảo cô ta quỳ, cô ta cũng không dám nói nửa chữ, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Vãi, mọi người đều không ngờ, người bên cạnh Võ Học Tư thật sự không sợ chết. Người đàn ông họ Hứa liếc nhìn Tiêu Chính Văn, đột nhiên cười nói, chắc mày chính là tên nhãi do nhà họ Võ mời đến đóng giả Tiêu Chính Văn nhỉ. Một tên giả mạo mà lại thật sự cho rằng mình là vua Bắc Lương sao? Nghe vậy, những người khác lập tức đoán ra được thân phận của Tiêu Chính Văn. Thằng nhãi, vở kịch này không phải ai cũng đóng được đâu. Mày nghĩ bọn tao vẫn bị lừa sao? Nói thật cho này biết, những lời bịa đặt của nhà họ Võ đã bị vạch trần từ lâu rồi. Đám người xung quanh cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý đến bọn họ, mà chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói với Võ Học Tư, ngồi xuống đi. Dù nhà họ Võ có tệ hại đến đâu thì cũng là hoàng tộc. Sao có thể cúi người trước lũ kiến này chứ? Ngay cả Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử cũng không dám coi thường hoàng tộc. Hơn nữa, tôi thật sự không thấy bọn họ có gì đặc biệt, bọn họ chỉ có cái hư danh mà thôi. Keng, nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, một tên bên cạnh lập tức bóp nát tách trà trong tay. Thằng nhãi, diễn xuất của mày cũng giỏi quá nhỉ. Ngay cả Tiêu Chính Văn thật cũng không dám nói những lời huênh hoang như vậy đâu. Tên mặc áo choàng đạo sĩ cười khinh nói. Mặc dù nói đám người Khổng Tề Thiên đều bị đánh bại dưới tay Tiêu Chính Văn, nhưng Khổng Tề Thiên, Quảng Lăng Tử, Tư Mã Tư đều là thiên tài phi thường. Ai mà không phải nhân tài xuất chúng chứ? Ba người họ đều giống như mặt trời trên cao, khiến đám người ở đây không thể sánh bằng. Vậy mà lúc này lại bị Tiêu Chính Văn sỉ nhục như vậy. Điều đó chỉ chứng tỏ người nói quá thiếu hiểu biết, vì vậy cũng cho thấy Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, không hề hiểu tên của người này đại diện cho cái gì. Nếu không phải anh chỉ là một người bình thường, giết anh bẩn tay chúng tôi thì anh đã chết từ lâu rồi. Tôi khuyên anh một câu, tai họa từ miệng mà ra đấy. Lãnh Hàn Sương cười khẩy, quay đầu đi, không thèm nhìn Tiêu Chính Văn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.